sẽ cùng xem là dự đoán cho tháng 4 năm 2023 của cả 12 cung hoàng đạo nhé. Thực ra cũng đã lâu rồi mình chưa làm dự đoán hàng tháng cho các cung hoàng đạo vì thời gian vừa qua mình cũng khá là bận. Và có một cái là tháng 4 năm nay là một tháng mà có rất là nhiều những cái chuyển động lớn vì chúng ta sẽ bắt đầu mùa nhật thực nguyệt thực mới. Thực ra tháng 3 đã là một tháng rất lớn rồi nên có thể các bạn sẽ thấy cái tháng 3 vừa rồi đã có rất là nhiều cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của mình chẳng hạn. Các bạn hãy check cả Sun sign, Rising sign và Moon sign của mình để có kết quả chuẩn xác nhất nhé. Trong trường hợp bạn không biết được cung mặt trời, cung mặt trăng hoặc là cung mọc của mình là gì thì các bạn hãy lên Google search, birth chart hoặc là bản đồ sao. Các bạn điền thông tin ngày, giờ và nơi sinh của mình vào đấy. Từ đó các bạn sẽ có thông tin của các cung hoàng đạo chính Sun, Moon, Rising sign của mình nhé. Và các bạn có thể quay lại check. Thế nhưng tại vì mình dùng Tropical Zodiac, chính vì thế là mình sẽ sử dụng và dự đoán dựa trên rising sign của bạn là chính nhất. Nên đừng quên check cả ba cung nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với cả dự đoán cho các bạn. Ok, các bạn Bạch Dương, Sun, Moon, Rising sign. Trước hết nếu như bạn là Bạch Dương Sun thì chúc mừng sinh nhật nhé. Nếu như mà các bạn sinh vào tháng 4 thì đây là tháng sinh nhật của các bạn mà. Và thực ra chủ đạo nếu như là mùa của Bạch Dương đã là một cái mùa mà chúng ta khởi đầu cho một cái vòng chu kỳ cung hoàng đạo mới rồi. Và các bạn lúc nào cũng là những cái người rất là cháy bỏng mà. Đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với cả Taurus, tức là đến với cả Kim Ngưu. Ở đây chính là nhà 2 của các bạn nhé. Mercury chính là những thứ thuộc về cái sự giao tiếp, thuộc về cái sự tính toán và nói chuyện nữa. Còn Kim Ngưu ở đây nhà 2 chính là tất cả những gì thuộc về tài chính, tài sản và những thứ mà các bạn trân trọng. Chính vì thế mình cảm thấy là từ ngày 4 tháng 4 cho đến hết tháng luôn, các bạn sẽ cảm thấy mình nói chuyện đến những thứ như là tài chính nhiều hơn này. Có thể là các bạn sẽ phải cân đối lại tài chính của mình vì Mercury có cái xu hướng phân bổ và có cái xu hướng cân nhắc với cả tính toán. Thế nên có thể một vài bạn, các bạn sẽ bắt đầu quản lý tài chính của mình tốt hơn này. Các bạn sẽ bắt đầu xem là một ngày mình tiêu bao nhiêu tiền, rồi thì cuối tháng mình tiêu bao nhiêu tiền. Hoặc có thể là sẽ nói chuyện với cả người khác liên quan đến cái tài sản ấy. Và mình cũng cảm thấy các bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn với cả gia đình của mình, hoặc là dành nhiều thời gian hơn cho những thứ mà mình trân trọng nhé. Vì bản chất nếu như nhà 2 là Kim Ngưu thì các bạn đã là những cái người nói chuyện một cách rất là thực tế rồi. Thế nên là có thể là trong tháng này sẽ có một cái nhìn thực tế hơn đến với cả tiền bạc này. Nếu như các bạn thật sự muốn đóng góp hoặc là muốn góp một khoản tiền thì các bạn phải có những cái kế hoạch như thế nào, bạn để ra bao nhiêu tiền lương và từ đấy sẽ bắt đầu đạt được cái kế hoạch tài chính của mình nhé. Và tiếp theo ngày 7 tháng 4 chúng ta sẽ có Full Moon ở Thiên Bình. Full Moon tức là ngày trăng rằm, là ngày trăng tròn, và Thiên Bình của các bạn đang ở nhà 7. Thế nên là Full Moon chính là cái khoảnh khắc mà chúng ta kết thúc một chu kỳ, tức là tất cả mọi thứ đi đến một cái hồi kết. Và nhà 7 Thiên Bình của các bạn là tất cả những thứ thuộc về người khác, thuộc về hôn nhân, thuộc về partnership, tất cả những gì không phải là bạn nhé. Thế nên có thể các bạn sẽ kết thúc một cái chu kỳ về các mối quan hệ với một ai đấy. Có thể là các bạn bắt đầu bước chân vào một cái chu kỳ mới, hoặc ví dụ như bạn yêu một người đủ lâu rồi thì bây giờ hai người sẽ bắt đầu kết hôn chẳng hạn, hoặc là hai người sẽ chuẩn bị bước chân đến một cái giai đoạn mới hơn ấy. Vì cái cảm giác bạn kết thúc một mối quan hệ và bạn đẩy nó sang một cái trạng thái mới, nên có thể là từ người yêu thì sẽ đính hôn, đang đính hôn thì sẽ kết hôn, hoặc là dọn về ở chung, hoặc đôi khi cái sự kết thúc này nó có thể thật sự là bạn chia tay với một ai đấy trong cuộc đời của bạn này. Có những người không còn nói chuyện với bạn nữa, hoặc có những người đi ra khỏi ấy, tại vì cái bài học bạn cần học với cả người đấy đến cái thời gian này là đã đủ rồi. Và đôi khi nó sẽ không xảy ra đúng vào ngày 7 tháng 4, nhưng nó sẽ là xung quanh cái giai đoạn đấy nhá. Thì các bạn sẽ có cảm giác là mình với cả mối quan hệ với một ai đấy, với thế giới ngoài kia bắt đầu có sự thay đổi. Vì mình nghĩ là bản thân các bạn đã có cái nhìn mới hơn về các mối quan hệ của mình rồi. Thế nên là quanh cái khoảng thời gian 7 tháng 4 là cái giai đoạn mà các mối quan hệ của bạn có thể sẽ có cái sự dịch chuyển một chút. Vào ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có hai cái transit lớn, đó chính là đầu tiên là Venus đến với cả Song Tử, tức là nhà 3 của các bạn. Venus là tất cả những gì thuộc về tình yêu, thuộc về cái việc tận hưởng cuộc sống, và nhà 3 chính là những thứ thuộc về nói chuyện này, đi lại này, rồi thì cái cuộc sống, cái thế giới xung quanh bạn, hàng ngày bạn làm gì, cái skill bạn học là gì. Thế nên mình cảm thấy các bạn sẽ san sẻ, hoặc là các bạn sẽ dành nhiều tình yêu hơn đến với cả những người xung quanh mình, hoặc là thổi nhiều tình yêu hơn đến với cái cuộc sống hàng ngày. Nếu như nó vẫn là cái việc đấy, nó vẫn là cái việc phải đánh máy, vẫn là cái việc phải làm việc chẳng hạn, vì nó là một cái skill gì đấy mà, thì các bạn sẽ tận hưởng những cái thứ đấy nhiều hơn chẳng hạn.
đôi khi là chúng ta phải ngủ dậy đánh răng, chúng ta phải tập thể dục ấy, thế nhưng các bạn sẽ tận hưởng cái việc tập thể dục đấy nhiều hơn. Vì với Venus thì tất cả mọi thứ nó là tình yêu, các bạn sẽ nói chuyện với nhiều tình yêu hơn này, các bạn sẽ chia sẻ với người khác nhiều hơn. Đôi khi có thể là sẽ có những cái buổi tụ tập bạn bè, hoặc có thể là sẽ đi đâu đấy xa xa với cả người mình yêu chẳng hạn. Thực ra nhà ba thì nó không khiến cho các bạn đi quá là xa, thế nhưng mình cảm thấy những cái cuộc di chuyển của các bạn trong cái tháng này nó sẽ dễ thở hơn rất là nhiều. Có thể là đến thăm nhà anh chị em nhé. Với những bạn mà có anh chị em thì mình thấy là quan hệ của bạn với anh chị em từ cái giai đoạn 12 tháng 4 trở đi cũng rất là tốt. Và mình cũng nghe thấy là các bạn sẽ có xu hướng nói chuyện một cách tán tỉnh với cả đông đưa hơn đấy. Vì Venus mà ở song tử thì sẽ là, nhìn chung sẽ là những cái người mà họ có cái cách nói chuyện rất là duyên dáng, rất là charming. Bạn sẽ cảm thấy là mọi người hướng đến mình nhiều hơn này, mọi người sẽ hỏi xem bạn đang làm gì này. Tự nhiên bạn thấy yêu một ngày của mình nhiều hơn rất là nhiều, và mọi người cũng có cảm giác hướng về phía bạn nhiều hơn. Và cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với cả Jupiter, tức là hai hành tinh đấy nó trùng, gọi là trùng tụ à? Mình không chắc tiếng Việt là gì. Thế nhưng cứ mỗi khi mặt trời với cả Jupiter mà chúng nó trùng nhau nhá, thì lúc nào chúng nó cũng mang đến những cái thứ rất là tốt đẹp cho chúng ta. Và nó ở Bạch Dương, tức là nó ở chính nhà một của các bạn luôn. Và nhà một là tất cả những gì thuộc về cơ thể bạn. Chính vì thế là trong cái khoảng loanh quanh ngày 12 tháng 4 đấy, các bạn sẽ thấy bản thân mình được boost với cả một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Các bạn sẽ thấy là xung quanh mình có rất là nhiều những cái cơ hội mới này, hoặc là các bạn mở ra một cái chặng đường mới để theo đuổi một cái mục tiêu nào đấy, một cái life path nào đấy. Vì với nhà một thì đôi khi nó là cả một cái hành trình của cuộc đời bạn. Có thể tự nhiên bạn cảm thấy là có một cái tôn giáo mình muốn theo, tự nhiên cảm thấy là có một cái cơ hội mà nó sẽ giúp cho cả cuộc đời của bạn rẽ sang một cái hướng khác. Vì thực ra là Jupiter đã ở cung Bạch Dương từ đầu năm rồi, nên bạn sẽ thấy năm nay, từ đầu năm đến giờ bạn sẽ thấy cảm giác mọi thứ rất là may mắn này. Các bạn sẽ cảm thấy là bạn mở rộng cái tầm hiểu biết và cái trải nghiệm bản thân của mình rất là nhiều nhá. Các bạn sẽ trưởng thành hơn. Mà khi mà mặt trời với cả Jupiter nó trùng với nhau thì nó amplify, tức là nó làm mạnh hơn cái năng lượng của cái việc là bạn rất là vui vẻ, rất là tự tin và rất là hào hứng. Mọi người sẽ cảm thấy là nói chuyện với bạn thu hút hơn này. Hoặc là bạn thật sự ngộ ra được một cái gì đấy nhá. Không phải là giác ngộ, nhưng mà thật sự hiểu ra được một thứ gì đấy. Đấy, thì nó rất là tích cực. Và mình còn cảm giác là cái hình ảnh của các bạn trong thời gian này nó rất là nổi bật, hoặc là nó đang có cái xu hướng mọi thứ hướng về phía bạn ấy. Cái tháng này là cái tháng mà cả thế giới xoay xung quanh bạn. Trước hết là các bạn là Bạch Dương Rising, và tháng này là tháng của Bạch Dương. Và khi mà Jupiter ở đây nó làm mạnh cái năng lượng đấy lên, thế nên là gần như bạn có thể thu hút được bất kỳ ai đến với mình trong tháng này nhá. Có một cái gì đấy rất là không hẳn là quyến rũ, nhưng mà nó thu hút đấy, và người ta cảm thấy bạn nói cái gì cũng hay, cảm thấy bạn nói cái gì người ta cũng muốn nghe vậy. Và ngày 21 tháng 4 chúng ta có solar eclipse ở Bạch Dương. Thực ra nó là nhật thực ở Bạch Dương, và chúng ta sẽ mở đầu cái chuỗi nhật thực nguyệt thực đầu tiên của cung Bạch Dương và Thiên Bình. Và khi mà nhật thực, tức là new moon, nó là một cái nguồn năng lượng mới. Và đã là new moon thì lúc nào nó cũng có cái xu hướng vô cùng tích cực, tức là nó khởi đầu một cái chặng đường mới trong cuộc đời của bạn. Thế nên là loanh quanh ngày 21 tháng 4 các bạn sẽ thấy là bản thân mình bước sang một trang mới. Mình nghĩ là không có một từ nào khác ấy. Bạn sẽ cảm thấy là cuộc đời của bạn bước sang một cái trang mới. Có thể thật sự là bạn làm một cái gì đấy khác này, bạn có một con đường khác này, bạn chuyển đến một nơi khác này. Vì nó sẽ không giống như cái cuộc sống của bạn ở trước đây nhá, mà một cái kế hoạch nào đấy của các bạn bắt đầu đi vào thực hiện, hoặc là bạn nhìn thấy thành quả của những cái thứ mà mình đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua đấy. Và cái quá trình biến đổi bản thân này nó sẽ khiến cho bạn trở thành một con người mới. Tự nhiên bạn muốn cắt tóc này, style của bạn thay đổi này, bạn nói chuyện kiểu khác này, bạn tin vào những cái thứ khác, bạn ăn uống những cái thứ khác, bạn tập luyện thể dục thể thao. Tất cả mọi thứ liên quan đến con người bạn trong khoảng thời gian này là những thứ mà nó rất là mạnh. Và cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời chuyển đến Kim Ngưu. Chúng ta sẽ bắt đầu mùa của cung Kim Ngưu. Và khi mặt trời chuyển đến Kim Ngưu thì có lẽ là các bạn sẽ bắt đầu tập trung hơn những cái ngày cuối tháng vào những thứ như là tài chính, vào những thứ như là gia đình, và những thứ mà các bạn cảm thấy trân trọng. Cuối cùng, một cái transit lớn nữa vào ngày 22 tháng 4, chúng ta sẽ có Mercury nghịch hành ở cung Kim Ngưu và cũng ở nhà 2 của các bạn. Và khi mà sao Thủy nghịch hành, cái này rất nổi tiếng, đó chính là mọi thứ nó rơi vào cái trạng thái review. Chính vì thế là có thể trong khoảng cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5, bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận lại những thứ như là tài chính của mình này. Bạn sẽ xem là mình tiêu tiền như thế nào, bạn sẽ xem là cái nguồn kiếm tiền của mình ra làm sao, rồi thì mình tiêu tiền vào đâu, phân bổ như thế nào, cái nguồn tiền của mình như thế này có được hay không, rồi thì
mình còn cảm thấy sẽ có một vài thứ mà rõ ràng các bạn đã trả tiền cho nó rồi, thế nhưng bạn lại phải trả thêm một khoản nữa. Đấy, thì là đôi khi hãy cẩn thận về cái việc là ngân làm việc với ngân hàng hay là đặt những cái vé máy bay khách sạn trong thời gian này nhé, vì rất có thể các bạn sẽ phải đặt lại lần hai này, các bạn sẽ phải trả thêm một cái khoản phí nữa này. Đấy, và cẩn thận khi mà những thứ như là trả lại tiền thừa, vì mình cứ cảm giác tiền bạc trong cái thời gian này có vẻ sẽ làm cho các bạn phải cẩn thận và sẽ phải để ý nhiều hơn. Đấy, và đấy là tất cả những gì mình có thể thấy cho các bạn Bạch Dương Sun Moon Rising Sign nhé. Cảm ơn đã xem clip của mình và đừng quên check cả Sun Moon Rising Sign khác của bạn nữa nha. Các bạn Kim Ngưu Sun Moon Rising Sign, chúng ta sẽ cùng xem là tháng 4 của 2023 của các bạn sẽ thế nào nhé. Đầu tiên là ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với cả Kim Ngưu. Và Mercury là một hành tinh đại diện cho những thứ liên quan đến nói chuyện này, giao tiếp này, những thứ như là cái sự tính toán. Và Kim Ngưu chính là nhà 1 của các bạn, tất cả những gì thuộc về cơ thể bạn, body của bạn, cái đường đời của bạn. Mình cảm thấy từ ngày 4 tháng 4 hoặc là trong cái tháng này các bạn sẽ được kêu gọi để nói chuyện về bản thân mình nhiều hơn, lên tiếng nhiều hơn. Kể cả bình thường bạn là một người không quá là thích cái việc giao tiếp hoặc là tương tác với cả người khác chẳng hạn, chỉ đơn giản là hãy nói chuyện, hãy trở nên hoạt ngôn hơn, hoặc nó không phải là lời khuyên thì nó cũng là bạn có cái cảm giác như thế nhiều hơn nhé. Ngoài ra bạn cũng bắt đầu tính toán hơn cho những cái bước đường phía trước của mình ấy, có một cái gì đấy cảm giác thông minh hơn trong cái tháng này. Mình không nói là bình thường các bạn không thông minh nhé, nhưng mà làm cái gì trong tháng này mình đang thấy là nghĩ trước rồi mới làm sau, lên kế hoạch trước, mà còn là lên kế hoạch một cách cẩn thận cơ. Vì Mercury một khi mà đã ở Kim Ngưu thì chắc chắn có cơ sở thì mới lên tiếng, chứ mình sẽ không bao giờ nói những cái thứ mà chúng ta bắt được ở đâu đấy cả, mà chắc chắn phải có cơ sở. Ngày 7 tháng 4 chúng ta sẽ có Full Moon ở Thiên Bình. Và Full Moon chính là giai đoạn mà chúng ta kết thúc một chu kỳ nào đấy. Và Thiên Bình là nhà 6 của bạn, tất cả những gì thuộc về cái cuộc sống hàng ngày này, sức khỏe của bạn này, những cái thứ nó là khó khăn trong cuộc sống, những thứ nó chặn bạn lại nhá. Chính vì thế là trong thời gian vừa qua có thể các bạn phải đối diện với cả một cái vấn đề gì đấy, ví dụ như các bạn ở trong cái quá trình giảm cân này, hoặc là các bạn phải uống một cái thuốc, một cái vitamin nào đấy để cho sức khỏe của mình ổn định hơn, có thể là các bạn tập trung trả nợ ở này, hoặc là các bạn phải làm cái gì đấy, vì nhà 6 nó là những cái thứ mà các bạn phải cố gắng để nó trở lại bình thường á. Thì mình thấy là bạn kết thúc cái hành trình đấy rồi ấy, có thể là bạn sẽ nhìn thấy kết quả của cái việc điều trị của mình, kết quả của cái việc giảm cân. Nếu như mà có một căn bệnh nào đấy mà các bạn vẫn luôn luôn kiểu mong muốn nó hết thì tầm này cũng là cái tầm mà nó kết thúc này. Có thể là các bạn sẽ nhìn ra được cái thời gian biểu của mình một ngày như thế này là hợp lý. Ví dụ như trước đấy bạn vẫn còn vật lộn với việc là dậy mấy giờ, nên ngồi thiền mấy giờ, đi ngủ tầm nào. Thì quanh quanh cái ngày 7 tháng 4 này bạn sẽ bắt đầu nhìn ra được đấy là cái thứ mà mình sẽ stick với nó trong khoảng thời gian dài sắp tới nữa. Và trong ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với cả Song Tử, chính là nhà 2 của các bạn. Venus chính là tình yêu, chính là những thứ giống như bạn tận hưởng cuộc sống này, những cái thứ mà nó là vẻ đẹp, những cái thứ mà nó làm cho mọi người đến với nhau. Và nhà 2 là những thứ liên quan đến tài chính. Chính vì thế là các bạn có thể expect, có thể kỳ vọng cái việc là trong tháng 4 này những thứ như là tài chính của các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, tức là bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn với những thứ như là tiền bạc nhá. Mình nghĩ là bạn sẽ có tiền để mua cho người thân một cái gì đấy này, mình thậm chí là treat yourself ấy, tức là có một cái gì đấy cho bản thân mình. Nếu như mà có một món đồ nào đấy, có một cái nữ trang gì đấy bạn muốn mua nhá, mình cũng thấy những cái đấy ở đây này. Hoặc là ăn uống những cái món đắt tiền, nếu như mà bạn có một cái nhà hàng hoặc có một cái món ăn nào đấy mà cảm giác là rất là sang chảnh, thì mình cũng thấy là đây là một cái tháng nó rất là tích cực cho cái việc bạn thật sự được trải nghiệm cái món ăn đấy. Và khi mà Venus đến nhà 2 thì bạn có thể có được cái việc là có rất là nhiều tài sản, hoặc là bạn không cần phải lo lắng quá là nhiều về tài chính. Đấy, những thứ mà các bạn cảm thấy trân trọng nó sẽ đến với các bạn một cách rất là tự nhiên. Và cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với Jupiter ở Bạch Dương. Và khi mà mặt trời với Jupiter nó chập lại với nhau, lúc nào nó cũng sẽ mang đến rất là nhiều niềm vui. Và thực ra Bạch Dương là nhà 12 của các bạn, những thứ thuộc về tiềm thức này, những thứ thuộc về cái thế giới bên trong, cái thế giới tâm linh, những thứ mà các bạn không biết. Nên mình cảm giác thời gian vừa qua các bạn có những cái giấc mơ mà nó rất là rõ ràng chẳng hạn. Và có thể quanh cái ngày 12 tháng 4 này ấy, các bạn sẽ cảm thấy là mình hiểu bản thân mình rõ hơn, vì nó là những cái vấn đề tâm lý. Nhà 12 là những thứ mà bạn chỉ có thể đối diện một mình, thế nên là tự nhiên bạn sẽ có một cú boost gì đấy liên quan đến chữa lành chẳng hạn. Ví dụ như các bạn có một cái tổn thương ở bên trong,
hoặc là có một cái sự khó hiểu ở đấy, không hiểu tại sao từ trước đến giờ mình vẫn như thế, không hiểu tại sao mình làm cái gì cũng không xong chẳng hạn, thì tự nhiên bạn sẽ có được một cái insight, sẽ có được một cái sự bừng tỉnh, tức là hóa ra nó là như vậy, và có một cái câu trả lời gì đấy liên quan đến thế giới tiềm thức của bạn, tức là bạn sẽ hiểu nó rộng hơn. Đôi khi nó có thể là qua một giấc mơ, bạn sẽ có câu trả lời thông qua một giấc mơ, bạn có thể có câu trả lời thông qua việc ngồi thiền chẳng hạn. Đấy, vì thực ra là tất cả những thứ thuộc về thế giới tiềm thức, thuộc về cái việc chữa lành của bạn trong thời gian qua nó rất là mạnh. Thế nên là dành thời gian ở một mình nhiều hơn trong cái thời gian này cũng là cái mình thấy rất là tốt nhá. Loanh quanh cái ngày 12 tháng 4 đấy, khi ở một mình bạn sẽ có được cái câu trả lời mà bạn cần. Nếu như bạn đang thắc mắc một cái vấn đề gì đấy trong đầu mình nhá, kể cả nó là tâm lý của bạn này, cuộc đời bạn hay là những thứ tâm linh hơn, thì tỷ lệ cao bạn sẽ có câu trả lời xung quanh cái khoảng thời gian đấy. Và trong ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có nhật thực ở Bạch Dương, tức là cũng ở nhà 12 của các bạn luôn. Nhật thực chính là New Moon, chính là chúng ta khởi đầu một chu kỳ mới. Nên một lần nữa nó nhấn mạnh tất cả những thứ liên quan đến cái việc cô lập bản thân. Và mình cảm thấy là nếu như mà có một cái breakthrough, có một cái sự bứt phá nào đấy trong cái hành trình chữa lành của các bạn, thì nó sẽ là thời gian này. Tức là mình cảm thấy bạn hiểu bản thân mình lên một cái tầm cao hơn. Bạn hiểu được là bên trong mình như thế nào. Và mình thấy là các bạn đối diện với nỗi cô đơn một cách rất là bình tĩnh. Nếu như trước đây có thể các bạn không chịu được cái việc ở một mình, thì mình thấy là bây giờ cái việc ở một mình nó lại tốt hơn rất là nhiều. Thậm chí là bạn nhìn ra một cái tài năng mà từ trước đến giờ mình không có nhá. Nên nó là cái tài năng bị ẩn giấu của bạn. Có thể bạn rất giỏi một ngôn ngữ nào đấy, nhưng khi bạn chưa thử thì bạn không biết là bạn giỏi chẳng hạn. Thì rất có thể là bạn sẽ nhìn ra được một thứ gì đấy mà từ trước đến giờ mình không biết là nó dành cho mình. Thế nhưng với cái đợt nhật thực này, nó sẽ mở ra một phần là của bạn nhá. Một phần mà bạn không biết là bạn có. Ví dụ như một tài năng mình thích, một đất nước mình muốn đi, một thứ mình muốn thử chẳng hạn. Đấy, nên hãy cởi mở với việc sẽ có thứ mới đến với cả tâm trí của bạn, chứ không phải là cuộc đời bên ngoài. Và cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời đến với Kim Ngưu, tức là chúng ta sẽ chuyển sang mùa cung Kim Ngưu. Thế nên với những bạn Kim Ngưu mà sinh vào cuối tháng 4, chúc mừng sinh nhật các bạn. Và khi mà trời chuyển đến đây thì mọi thứ nó bắt đầu ổn định hơn, nó không còn quá là nhiệt giống như cái tháng 4 trước đấy nữa. Bạn sẽ cảm thấy mọi thứ ổn định này, mọi thứ nó tập trung vào bạn nhiều hơn, vì nó sẽ khiến cho bản thân bạn tập trung vào mình. Sau khi chữa lành xong thì sẽ là tập trung vào bản thân mình. Và cuối cùng vào ngày 22 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury nghịch hành ở Kim Ngưu, tức là sao Thủy nghịch hành ở nhà 1 của các bạn. Bây giờ là lúc mà các bạn nhìn nhận và quán chiếu lại bản thân. Vì thường mỗi khi sao Thủy nghịch hành chúng ta sẽ không có những cái thứ mới. Tầm này hạn chế cắt tóc là một này, hạn chế nhắn tin với người khác này, hạn chế đăng một cái gì đấy. Nếu như đăng thì hãy check lại spelling, tức là check lại chính tả. Tại vì thường nó sẽ khiến cho các bạn bị sai đấy. Đặc biệt là với nhà 1 thì đôi khi nếu như mà bạn chỉnh sửa nhan sắc vào tầm này rất không nên. Nếu như mà định cắt tóc thì ok vì nó mọc lại được, nhưng mà những thứ như kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thì no nhá. Từ giờ cho đến đầu tháng 5, những cái thứ mà động dao kéo, những cái thứ mà bạn phải phẫu thuật liên quan đến sức khỏe của các bạn nên tránh trong giai đoạn này. Vì tỷ lệ cao là một là nó sẽ sửa lại, hoặc hai là các bạn sẽ nghĩ lại. Nên là hãy bình tĩnh, soi chiếu lại cái con đường của mình xem là mình nên đi hướng nào, mình nên làm cái gì. Đấy, và sau khi mà sao Thủy nó rời khỏi Kim Ngưu, tức là rời khỏi nhà 1 của các bạn, thì lúc đấy các bạn mới có thể làm việc với mọi thứ được. Còn bây giờ thì đừng nha, vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe, sắc đẹp, nhan sắc đâu. Mình cần có cảm giác là đừng đưa ra một cái quyết định quá quan trọng nào trong cái giai đoạn từ 22 tháng 4 trở đi cho đến giữa tháng 5. Vì khi mà sao Thủy nghịch hành rồi thì một quyết định quan trọng nó rất dễ sẽ khiến cho bạn nghĩ lại. Đấy, nó chỉ là với những cái quyết định bạn đã đưa ra trước đấy, bây giờ bạn làm thế nào để nó ổn định nhất có thể, nhìn lại những thứ mình đã làm và soi chiếu lại. Đấy, và đấy là tất cả những gì mình có thể thấy cho các bạn Kim Ngưu nhé. Đừng quên check cả Sun Moon Rising Sign của bạn, và mình sẽ gặp lại các bạn trong clip sau nha. Ok, xong từ Sun Moon Rising Sign, chúng ta sẽ cùng xem là tháng 4 của 2023 các bạn sẽ như thế nào nhá. Đầu tiên là vào ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với cả Kim Ngưu, tức là sẽ đến với cả nhà 12 của các bạn. Mercury là những thứ liên quan đến nói chuyện này, liên quan đến cái việc tính toán, liên quan đến cái việc giao tiếp, viết lách. Và nhà 12 chính là những thứ thuộc về tiềm thức của bạn, tất cả những thứ thuộc về cái vấn đề tâm lý, cái cách mà các bạn cô lập bản thân mình như thế nào. Nên trước hết, nếu như với những bạn làm nghệ thuật hoặc là các bạn làm những cái công
việc liên quan đến viết lách hay là tâm linh, thì đây là một khoảng thời gian vô cùng tích cực cho các bạn, vì các bạn sẽ cảm thấy là tâm trí của mình sẽ nói chuyện với mình nhiều hơn, các bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn khi mà các bạn ở một mình hoặc khi mà các bạn muốn sáng tạo ấy, vì nhà 12 luôn là những cái thứ sáng tạo mà, nên nó rất tốt cho cái việc sáng tạo và cái việc viết lách cho các bạn ở thời gian này. Ngoài ra một cái nữa mình thấy đó là nói chuyện với cả bản thân mình và nói chuyện với cả tâm trí của mình nhá. Chính vì thế là nếu như mà các bạn biết về thế giới tâm linh và các bạn thật sự làm những thứ như là viết lách này, journaling này, các bạn muốn nói chuyện với bản thân mình, đứa trẻ bên trong, thì đây là giai đoạn rất có thể đứa trẻ bên trong của bạn sẽ nói chuyện lại với bạn hoặc sẽ đưa đến cho bạn một cái câu trả lời nào đấy, mà đấy là cái câu trả lời nó rất là chắc chắn. Ngoài ra mình cũng cảm thấy là làm cho mình make peace với cả tâm trí của mình nữa. Nên thường thì nếu như Mercury đến với cả Kim Ngưu, nó là cái kiểu nói chuyện rất là chắc chắn ấy, tức là mình phải có bằng chứng thì mình mới nói, chứ mình sẽ không nói những cái thứ mà tai bay vạ gió. Cho nên là có vẻ như nếu như nó có một cái câu trả lời nào đấy liên quan trong cái tháng này về một cái nỗi đau cần chữa lành hoặc là một cái gì đấy muốn sáng tạo chẳng hạn, một cái gì đấy bạn đang đi tìm kiếm ấy, thì nó sẽ là một cái câu trả lời mà bạn có thể yên tâm về nó được. Thì mình thấy là dành thời gian ở một mình nhiều hơn thì bạn sẽ hiểu bản thân mình nhiều hơn trong tháng 4. Vào ngày 7 tháng 4 chúng ta có full moon ở Thiên Bình, tức là ở nhà 5 của các bạn nhé. Full moon là khi chúng ta kết thúc một chu kỳ, và Thiên Bình nhà 5 chính là những thứ thuộc về cái sự sáng tạo, thuộc về những thứ như là con cái niềm vui, cái sự hạnh phúc trong cuộc sống. Chính vì thế là rất nhiều lời nhắn của việc nếu như mà các bạn làm những công việc cần phải thể hiện bản thân mình, vì thực ra thời nay tất cả mọi ngành nghề đều là một ngành nghề sáng tạo hết, thì bạn sẽ cảm thấy là ví dụ như bạn có một cái dự án nào đấy bây giờ nó kiểu hoàn thành chẳng hạn, với một vài bạn có thể thực sự các bạn cố gắng có con này, mang bầu này, hoặc là con bạn bắt đầu bước chân vào một cái hành trình mới, con bạn thật sự đi học này, tức là có cảm giác một cái gì đấy con cái mà các bạn hoàn thiện cái thứ đấy và bạn vui vẻ với nó, thật sự là sinh con trong tầm này chẳng hạn đấy. Nếu không thì nó sẽ là một cái tác phẩm gì đấy mà các bạn thay nghén, một cái dự án, một cái đam mê nào đấy mà các bạn thay nghén, thì bây giờ các bạn hoàn thiện cái thứ đấy hoặc là các bạn đưa nó ra bên ngoài, hoặc giống như kiểu một thứ gì đấy các bạn luôn thích nhưng mà bây giờ các bạn mới thật sự hiểu được nó là cái thứ dành cho mình chẳng hạn đấy, và các bạn sẽ theo đuổi cái thứ đấy vì mình cảm thấy là nó sẽ đánh dấu một cái quá trình là suốt thời gian qua bạn đã ấp ủ một thứ gì đấy và bây giờ bạn để nó ra đấy, đó là cái kiểu như vậy. Và full moon thường cái năng lượng nó sẽ rất là sâu lắng, nó không kiểu mạnh mẽ như kiểu new moon đâu, thế nên giai đoạn này nó là cái cảm giác dành thời gian ở một mình nhiều hơn đấy, hoặc là dành thời gian sáng tạo một cái gì đấy. Mình cũng cảm giác là bạn sẽ thật sự hoàn thiện được một thứ gì đấy nếu như mà các bạn ôm ấp nó đủ lâu rồi. Với một vài bạn rất có thể là các bạn kết thúc một cái hành trình hẹn hò nữa, vì nhà 5 cũng là cái sự hẹn hò, thì nó sẽ là các bạn hiểu được tình yêu là gì, hoặc là các bạn hiểu được hạnh phúc là như thế nào. Nó là cái câu trả lời là thứ gì làm cho bạn vui, thứ gì làm cho bạn hạnh phúc, thì quanh cái ngày 7 tháng 4 bạn sẽ nhận ra cái thứ khiến cho bạn hạnh phúc đấy là gì, con cái, đam mê, công việc, bla bla. Và ngày 12 tháng 4 chúng ta có Venus đến với Song Tử, tức là sẽ đến với nhà 1 của các bạn. Venus chính là tình yêu, chính là những thứ giống như kiểu tận hưởng cuộc sống vậy. Và nó là vẻ đẹp, Song Tử là nhà 1, là cơ thể của bạn, con người bạn. Chính vì thế là từ ngày 12 tháng 4 trở đi đến cuối tháng 4, các bạn sẽ thấy bản thân mình đẹp hơn rất là nhiều nhá. Giai đoạn này nếu như mà các bạn muốn chụp ảnh tự sướng này, các bạn muốn làm đẹp, muốn cắt tóc, muốn thử một cái style mới, thì tất cả nó đều rất là tích cực cho các bạn sẽ cảm thấy mình đẹp hơn, các bạn cảm thấy nhiều người chú ý đến mình hơn này, cảm thấy mình nói chuyện duyên dáng hơn, hòa đồng hơn, mặc dù nếu như là Song Tử thì bản thân các bạn đã có cái cách nói chuyện nó rất là thu hút rồi đấy. Thế nhưng với Venus ở đây nó sẽ boost cái sự quyến rũ đấy của bạn lên hơn rất là nhiều, bạn sẽ cảm thấy sang chảnh hơn, rất là từ mình thấy nhá, kiểu đối đãi với bản thân mình một cách nhẹ nhàng hơn này, rồi thì chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Mình thấy là bạn sẽ có cái sở thích là muốn mặc đẹp hơn, muốn nói chuyện với mọi người, để ý đến ngoại hình của mình nhiều hơn trong cái tháng này. Thì và bạn cũng cảm thấy là mọi người yêu quý mình hơn ấy. Là kể cả các bạn nghĩ mình không xinh đẹp theo cái kiểu thông thường, thì tính cách của các bạn trong giai đoạn này nó cũng có một cái gì đấy rất là dễ thở với cả những cái người xung quanh chẳng hạn. Trong ngày cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với cả Jupiter ở cung Bạch Dương và ở nhà 11 của các bạn. Mặt trời khi mà đi cùng với Jupiter nó rất là tích cực, nó sẽ kiểu mở rộng năng lượng,
những thứ như là cơ hội của Jupiter ra. Thực ra Jupiter đã ở Bạch Dương được đầu năm rồi. Nhà 11 là những thứ thuộc về tổ chức này, bạn bè này, những cái ước mơ lớn trong cuộc sống, great gain. Chính vì thế là các bạn sẽ cảm thấy từ đầu năm đến giờ các bạn gặp rất là nhiều người mới, các bạn có rất là duyên với những cái tổ chức này. Có thể là bạn thường xuyên đi những cái event, bạn thường xuyên đi đám cưới, bạn gặp người này người kia, mà những cái người đấy sẽ giúp bạn rất là nhiều trong cái hành trình kiếm tiền của mình thì đúng hơn đấy. Tức là những cái mối quan hệ bạn gặp trong giai đoạn này nó đều là những cái mối quan hệ có chất lượng. Và khi mà mặt trời conjunction với cả Jupiter, nó sẽ kiểu nhân rộng cái này lên ấy. Thế nên nếu như không phải là thật sự trong cái ngày đấy 12 tháng 4 bạn gặp một người quan trọng nào đấy chẳng hạn, thì rất có thể là một cái mối quan hệ nào đấy sẽ đưa đến cho bạn một cơ hội mà nó khiến cho các bạn cảm thấy là mọi thứ nó rất là tích cực ấy. Tức là bạn có rất là nhiều năng lượng để làm bạn với người khác này, và thậm chí là những cái người có địa vị nhá. Thời gian này là các bạn sẽ gặp những cái người có địa vị, những cái người mà họ có thể giúp được bạn trong cuộc sống của bạn, đem đến cơ hội hoặc là chia sẻ được với họ. Ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có nhật thực ở Bạch Dương, mở đầu cho cái chuỗi nhật thực, nguyệt thực, Bạch Dương với cả Thiên Bình. Trong ngày 21 tháng 4, khi mà nhật thực nó là new moon, nó là một cái khởi đầu mới, các bạn sẽ bắt đầu có cái cảm giác mình thuộc về một cái cộng đồng nào. Đúng rồi, tức là đâu là những cái người là bạn của mình này, đâu là người mà mình muốn ở bên cạnh này, cái cơ hội nào mình muốn này, mình muốn đóng góp gì cho xã hội này, nó không còn là bản thân mình và mình đạt được cái gì nữa, mà là mình thuộc về cái thế giới như thế nào, mình đóng góp như thế nào cho cái tổ chức mà mình làm, rồi thì mình mơ ước lớn hơn ra làm sao. Tức cái ước mơ này nó vượt ra khỏi những cái thứ nó thuộc về bạn rồi, mà nó là những cái ước mơ kiểu lớn lao hơn á, những cái ước mơ mà mình muốn cống hiến cho một thứ lớn hơn mình đấy, cho một cái tổ chức lớn hơn mình. Thì có thể là bạn sẽ bắt đầu có một cái ước mơ mới, bảo yes, mình sẽ kiểu đi theo cái ước mơ đấy chẳng hạn. Hoặc là gặp được một người định hướng cho bạn này đấy. Thế nên là khoảng thời gian tới, thực ra trong 2 năm tới, rất có thể là các bạn sẽ đạt được một cái ước mơ của mình đấy. Đôi khi là thay đổi một cái ước mơ, nhưng mà bạn sẽ đạt được nó. Cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời đến với Kim Ngưu, tức là đến với nhà 12 của các bạn. 21 tháng 4 đến với mùa Kim Ngưu, nhà 12, mình cảm giác là cuối tháng bạn rất dễ nửa đêm ngủ sẽ bị tỉnh dậy, hoặc là những cái giấc mơ của các bạn nó sẽ kiểu rất là rõ ràng, vì mặt trời đến đây sẽ soi sáng một phần tiềm thức của các bạn lên. Thế nên là hãy dành thời gian ở của mình nhiều hơn, hãy dành thời gian soi chiếu lại bản thân, vì sau Kim Ngưu chúng ta sẽ đến mùa của Song Tử là sinh nhật của các bạn rồi. Thế nên là trước khi đến cái thời điểm sinh nhật thì lúc nào nó cũng là cái giai đoạn mình nhìn lại một năm trước như thế nào, hoặc nếu không ít nhất cũng là nhìn lại bản thân mình như thế nào đấy trong cái giai đoạn cuối tháng. Và ngày 22 tháng 4 cuối cùng chúng ta sẽ có Mercury sao thủy nghịch hành ở Kim Ngưu, và nó ở chính nhà 12, những thứ thuộc về cái sự chữa lành và bản thân bạn. Nên có vẻ như cuối tháng là khoảng thời gian bạn phải ở một mình nhiều hơn. Mình biết là mình nói với các bạn có rất là nhiều những cái mối quan hệ mới, nhưng nó là cái sự cân bằng, tức là bạn gặp những cái người mới, thế nhưng bản thân các bạn cũng phải có một cái gì đấy cho riêng mình, hoặc là bản thân các bạn cũng phải tập trung vào cái cuộc sống của riêng mình, cái cuộc sống cá nhân của mình, kể cả chỉ là 15 phút viết lách, 10 phút ngồi thiền hay là 5 phút đi dạo thôi, thì các bạn cũng phải có những cái thứ đấy nhá, để cho bản thân bạn có thể cân bằng lại được những cái ước mơ lớn bên ngoài. Thì bạn phải có một cái đời sống bên trong nó thật sự ổn và nó thật sự thoải mái. Thì và khi mà sao thủy nghịch hành nó khiến cho bạn phải review lại, nên là đôi khi có thể hãy kỳ vọng với cái việc có thứ bạn nghĩ là nó mất đi rồi nhưng nó vẫn ở đấy, có câu trả lời bạn nghĩ là bạn đã ra rồi nhưng nó vẫn ở đấy, có một người bạn nghĩ là bạn đã quên rồi thế nhưng họ vẫn lại quay lại trong đầu bạn này, bạn nghĩ là mình đã vượt qua cái tổn thương đấy rồi nhưng nó vẫn ở lại. Thế nhưng nó xuất hiện là để bạn hiểu là bạn có khả năng đối diện với nó và để bạn có thể chữa lành nó. Thế nên là không phải là cái khoảng thời gian lao ra bên ngoài đâu, mà nhìn vào bên trong. Nếu như có một cái vấn đề gì đấy thì tức là nó đến ở bên trong bạn và không phải đến từ người ngoài. Bạn phải làm việc với bản thân mình và dành thời gian ở của mình trước. Và đấy là tất cả những gì mình có thể thấy cho các bạn Kim Ngưu, nhầm, Song Tử. Đừng quên check cả Sun Moon Rising Sign của bạn nhé. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye. Các bạn cự giải Sun Moon Rising Sign, chúng ta sẽ cùng xem tháng 4 năm nay của các bạn có gì nhé.
Đầu tiên trong ngày mùng 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với Kim Ngưu, tức là đến với cả nhà 11 được các bạn. Mercury chính là hành tinh đem đến cái sự nói chuyện này, tính toán này, cái việc mà làm bạn với người khác. Và nhà 11 chính là những thứ thuộc về bạn bè và các tổ chức. Chính vì thế các bạn sẽ có cảm giác là tầm này mình muốn nói chuyện với bạn bè của mình nhiều hơn này. Mình có thể là đề đạt những cái kế hoạch, mình có thể là có một cái ước mơ gì đấy cùng với cả những cái người bạn của mình chẳng hạn. Hoặc đôi khi là bạn sẽ cảm thấy có nhiều mối quan hệ hơn ấy, bạn thấy mọi người nhưng cứ muốn hỏi chuyện bạn, cứ muốn đưa đến cho bạn một cơ hội hoặc là bàn bạc cái việc làm ăn với bạn một thứ gì đấy chẳng hạn. Thì nó rất là tích cực cho cái việc là nói chuyện với bạn bè nhiều hơn. Rồi thì lên kế hoạch với bạn bè của bạn nhiều hơn nhá. Những cái người mà họ có thể boost bạn, có thể đẩy bạn trên cái hành trình công việc và sự nghiệp của mình. Vào ngày 7 tháng 4 chúng ta sẽ có Full Moon ở Thiên Bình và ở nhà 4 của các bạn. Full Moon chính là chúng ta kết thúc một cái chu kỳ hoặc là chúng ta kết thúc một cái vòng tròn, một cái chương. Và sau đấy thì chúng ta hài lòng với cả cái kết quả đấy. Nhà 4 là những thứ thuộc về gia đình, thuộc về cái sự thanh bình trong tâm trí của bạn, đôi khi là quan hệ của bạn với bố mẹ nữa. Thế nên quanh ngày 7 tháng 4 bạn sẽ cảm thấy là mình có được một cái kết quả gì đấy với gia đình mình. Ví dụ như thời gian vừa qua bạn cố gắng để cho quan hệ của mình với mẹ mình tốt hơn hay là bố mình tốt hơn thì bạn sẽ thấy nó có kết quả này. Bạn cố gắng tìm cái căn nhà mà nó phù hợp với mình, bạn cố gắng decor lại nhà cửa hoặc là trang trí lại nhà cửa của bạn thì mình cũng thấy là bạn sẽ có một cái câu trả lời gì đấy liên quan đến gia đình với cả nhà cửa. Đôi khi nó là một cái nền móng nhất, nó là cái nền tảng, cái thứ mà nó khiến cho bạn cảm thấy rất là vững chắc. Cho nên là có thể bạn sẽ cảm thấy tự tin với bản thân mình hơn, hoặc là có một phần của bản thân mình khiến cho bạn cảm thấy yên tâm hơn. Thật sự là yên tâm với bản thân, yên tâm với cả ngôi nhà mình ở và yên tâm với cả cái thế giới xung quanh mình. Đấy, bạn sẽ cảm thấy là mình muốn dành thời gian ở nhà nhiều hơn hoặc thế nào đấy chẳng hạn. Tất cả những thứ liên quan đến gia đình hoặc là quan hệ của bạn với mẹ bạn sẽ tốt hơn. Vào ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với cả song tử. Venus chỉ là tình yêu, chính là những thứ tận hưởng vẻ đẹp trong cuộc sống. Và song tử ở nhà 12 của các bạn chính là tiềm thức, chính là những thứ thuộc về tâm lý của các bạn. Và đôi khi nhà 12 đó chính là những cái tài năng bị ẩn giấu. Thế nên với những bạn, nếu như các bạn làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc là các bạn cần những thứ như là sáng tạo, thì đây sẽ là khoảng thời gian bạn tận hưởng cái việc sáng tạo nhiều hơn. Hoặc là bạn sẽ có rất là nhiều những cái ý tưởng mới để bạn có thể sáng tạo hoặc để bạn có thể truyền tải cho người khác. Nhà 12 là cái việc bạn vui vẻ với chính thế giới của mình. Thế nên cảm giác bạn không cần bất kỳ ai để có thể vui vẻ trong cái giai đoạn này á. Cảm thấy là ngồi thiền thì cũng vui này, tụng kinh thì cũng vui này, đi chùa thì cũng vui chẳng hạn. Hoặc cái cảm giác mà chỉ có mình ở trong thế giới của mình thôi cũng vui á. Bạn sẽ tận hưởng cái việc ở một mình hơn rất là nhiều. Nếu như mà không thì nó cũng là một lời khuyên đấy, để cho các bạn ở một mình nhiều hơn, các bạn sẽ hiểu bản thân mình nhiều hơn. Và đôi khi yêu cái một phần của bên trong mình nhiều hơn nhá. Đấy, giấc ngủ các bạn mình cũng thấy là có cái xu hướng tốt hơn chẳng hạn. Tự nhiên mình nghe thấy một vài bạn, các bạn sẽ đầu tư vào giấc ngủ của mình nhiều hơn. Ví dụ như không phải là thuốc mà là một cái bộ đồ ngủ đẹp hơn này, hoặc là cái chỗ ngủ các bạn sẽ đốt tinh dầu đấy, tức là cái cảm giác liên quan đến giấc ngủ hay như thế nào đấy. Bạn đốt tinh dầu khi đi ngủ, bạn nghe nhạc này, cái cảm giác nó rất là du dương và rất là Venus. Các bạn có một cái gì đấy, có một cái ritual cũng là cái mình nghe thấy nhá, kiểu cầu nguyện hay là ngồi thiền đấy, là những cái liên quan. Và cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với Jupiter ở cung Bạch Dương, tức là nhà 10 các bạn. Jupiter nó mang đến cơ hội, nó mang đến tài chính, nó mang đến tiền bạc. Và khi mà mặt trời cùng với Jupiter nó chọc với nhau, nó nhân rộng cái năng lượng đấy lên. Nhà 10 là những thứ thuộc về sự nghiệp của bạn này, hình ảnh của bạn trong mắt người khác này. Rồi thì nó là những cái thứ giống như kiểu mục tiêu của cuộc đời bạn á. Thế nên khi mà mặt trời với Jupiter ở đây thì một cái mục tiêu gì đấy trong công việc của bạn đã được đẩy lên rất là mạnh nhá. Hoặc là cái hình ảnh của bạn trong mắt công chúng nhá, nếu như các bạn làm những cái công việc liên quan đến nổi tiếng thì có thể là nó sẽ được đẩy lên một cái tầm cao mới này, để nhiều người biết đến bạn hơn. Hoặc là sếp của bạn sẽ để ý đến bạn nhá. Ví dụ như làm việc trong công ty này thì sếp sẽ để ý đến bạn này, một người nào đấy nổi hơn bạn để ý đến bạn này. Hoặc là tức là bạn nhận được một cái đèn xanh ấy, một cái tín hiệu đến từ thế giới bên ngoài, đó là bạn đang làm rất là tốt, tức là có một cái gì đấy nhận được ấy. Hoặc là tự nhiên cái dự án của bạn nhận được một cái khoản tiền rất là lớn, một cái khoản đầu tư rất là lớn. Nói chung nó sẽ là một cái tin tốt liên quan đến sự nghiệp của các bạn. Và thực ra là Jupiter nó ở Bạch Dương từ đầu năm rồi, thế nên mình nghĩ là với các bạn cự giải rising sign, các bạn sẽ thấy là sự nghiệp của mình đang có rất là nhiều cơ hội. Nên có thể thật sự là một cơ hội để các bạn nắm lấy trong cái giai đoạn này.
Ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có Nhật Thực ở Bạch Dương, khởi đầu cho mùa Nhật Thực, Nguyệt Thực, Bạch Dương với Thiên Bình. Nhật Thực chính là New Moon, chính là mở đầu một cái giai đoạn mới. Thế nên các bạn sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của mình nhá. Với một vài bạn, các bạn thật sự đánh dấu một cột mốc là bạn chuyển một công việc mới. Không phải là chính xác ngày này, nó có thể trước đấy một tuần, hai tuần, hoặc là sau đấy cả tháng sau nữa. Nhưng quanh cái giai đoạn 21 tháng 4 này, các bạn sẽ thấy mình thật sự rẽ sang một con đường mới. Nó sẽ không còn là cái hành trình cũ nữa, nó sẽ không còn là công việc cũ nữa. Có thể vẫn là công việc cũ nhưng mà nó mang một hơi thở mới, chứ nó không hoàn toàn 100% là cái cũ. Đấy. Và các bạn sẽ nhìn ra là mình muốn đi cái đường đấy, và nó sẽ mở ra nhé. Hoặc là một kế hoạch của bạn thành hiện thực, một mục đích gì đấy, và mình đấy là cái thứ mình muốn và mình sẽ đi theo chẳng hạn. Đấy. Và cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời đến với Kim Ngưu, tức là nó sẽ đến với nhà mình một là các bạn. Chúng ta sẽ về với mùa cung Kim Ngưu. Thì khi đấy các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy mình muốn giao tiếp xã hội nhiều hơn này, mình muốn nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Các mối quan hệ của bạn trong cái tháng này nó cũng rất là quan trọng. Mình còn cảm giác là mọi người sẽ hướng về phía bạn ấy. Tức là ngoài công việc mọi người nhìn đến bạn ra nhé, có một cái gì đấy là trong công việc các bạn sẽ được biết đến trong tháng này, công nhận trong tháng này, nhận được trong tháng này. Và ngoài ra những cái mối quan hệ xung quanh bạn họ cũng để ý đến bạn nhiều hơn, hoặc là nó cần bạn phải giao tiếp xã hội nhiều hơn chẳng hạn. Cuối cùng vào ngày 22 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury sao thủy nghịch hành ở Kim Ngưu và ở nhà 11. Khi mà sao thủy nghịch hành tức là sẽ không có thứ mới đến mà chúng ta review lại những cái thứ cũ. Thế nên có thể từ đầu tháng bạn có một cái kế hoạch, có một cái plan nào đấy với cả những cái người xung quanh, với bạn bè của mình này. Lên kế hoạch đi chơi, lên kế hoạch làm ăn chung hoặc là hợp tác chung. Bất kể một cái gì đấy thì mình thấy giai đoạn này bạn sẽ xem lại, hoặc là những cái mối quan hệ mình đã gặp được từ trước đấy, bây giờ họ là gì, họ đóng vai trò gì trong cuộc đời của mình, mình thuộc về một cái cộng đồng như thế nào, ước mơ của mình là gì, giống như kiểu review lại á. Và cảm giác là mình làm solid và mình làm ổn định những cái mối quan hệ trước đấy. Nếu như mà đầu tháng hoặc là đầu năm các bạn gặp nhiều người thì bây giờ nó là bạn take care những cái mối quan hệ bạn đã gặp, giống như kiểu follow up, nhắn tin lại hỏi bạn người đấy có ổn không này, hoặc là đi một cái sự kiện mà người đấy mở ra. Đấy là cái cảm giác là giữ những cái mối quan hệ mà bạn có được trong cái giai đoạn hiện tại. Thì đấy là tất cả những gì mình thấy cho các bạn tự giải. Đừng quên check cả Sun Moon Rising Sign của bạn, và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye. Các bạn Sư Tử Sun Moon Rising Sign, chúng ta sẽ cùng xem tháng 4 của các bạn như thế nào nhá. Đầu tiên trong ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với Kim Ngưu, và Kim Ngưu chính là nhà 10 của các bạn. Mercury là hành tinh nói chuyện này, thể hiện cho cái việc giao tiếp, tính toán, lên kế hoạch. Và nhà 10 chính là hình ảnh của bạn trong mắt người khác, công việc, sự nghiệp của bạn nhé, cái môi trường làm việc của bạn nữa. Chính vì thế mình cảm thấy từ ngày 4 tháng 4 trở đi, bạn sẽ bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của mình nhiều hơn này. Bạn lên tiếng nhiều hơn, có thể trong những cái cuộc họp bạn sẽ nói chuyện với người khác, bạn đề đạt ý kiến của mình. Mình cảm giác nói chuyện với sếp mình nhiều hơn nữa nhé. Hoặc nếu như các bạn là người làm sếp thì mình cũng thấy là các bạn lên tiếng nhiều hơn, lập một cái kế hoạch nào đấy, một cái dự án nào đấy, cảm thấy là phải giao tiếp với mọi người trong công ty này, rồi thì phải tương tác qua lại này, kết bạn nhiều hơn này, phân bổ công việc và thời gian của mình một cách hợp lý hơn. Đấy, nó cảm giác như thế. Vào ngày 7 tháng 4 chúng ta sẽ có Full Moon ở Thiên Bình và ở nhà 3 của các bạn. Full Moon chính là chúng ta đóng lại một chu kỳ, và nhà 3 chính là những thứ thuộc về quan hệ của bạn với cả anh chị em trong gia đình, họ hàng, hoặc là những thứ thuộc về cuộc sống xung quanh bạn nhé, skill của bạn, kỹ năng của bạn, những thứ mà bạn cố gắng. Thời này nhà 3 là tất cả mọi thứ. Thế nên nó sẽ còn tùy thuộc vào mỗi người, có thể với một vài bạn, quan hệ giữa bạn và anh chị em nó lên một tầm cao mới chẳng hạn, hoặc là một người bạn nào đấy, hoặc là bạn kết thúc một cái kỹ năng nào đấy, ví dụ như kiểu từ trước đến giờ bạn học tiếng Anh, hay là bạn học một cái ngoại ngữ, học một cái môn học nào đấy, thì bây giờ bạn thật sự có được thành quả, tức là bạn biết chơi cái bàn đấy như thế nào này, bạn biết nói tiếng Anh này, hoặc là bạn thật sự hiểu cái đấy là cái gì ấy. Giống như kiểu bạn quen với một thứ gì đấy á, ví dụ như bạn chuyển đến một nơi mới thì chúng ta phải làm quen với cả cái cuộc sống ở nơi đấy đúng không, đường đi lối lại như thế nào, hàng xóm ra làm sao, thì mình thấy đó là bạn quen thuộc với một thứ gì đấy để nó trở thành hàng ngày của bạn. Thì trước đấy chúng ta phải cố gắng, nhưng bây giờ nó là một phần của bạn rồi. Có thể là thời gian biểu mỗi ngày của bạn, khi bạn mới đi làm thì bạn phải làm quen với cả cái guồng công việc ở đấy chẳng hạn, thì nó sẽ đánh dấu cái việc là một thứ gì đấy nó đã là của bạn và nó thuộc một phần trong cái cuộc sống hàng ngày của bạn. Đấy. Vào ngày 2 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với cả Song Tử
Venus chính là tình yêu, chính là vẻ đẹp trong cuộc sống, chính là cái việc tận hưởng mọi thứ. Và song tử nhà 11 chính là bạn bè, các mối quan hệ xã hội, cộng đồng và tập thể, một cái tổ chức nào đấy. Chính vì thế là nếu như các bạn làm việc trong một cái tổ chức hoặc là một cái cộng đồng nào đấy thì mình thấy là đây là khoảng thời gian mọi người sẽ có xu hướng muốn làm quen với bạn nhiều hơn này. Đặc biệt là nữ giới nhá, có thể các bạn sẽ cảm thấy là có nhiều người bạn là nữ xuất hiện, hoặc là cảm thấy mọi người vui vẻ với nhau nhiều hơn, nhiều người muốn rủ các bạn đi chơi, nhiều người muốn rủ các bạn đi ăn hoặc là tham gia những cái triển lãm nghệ thuật. Bạn sẽ thấy là bạn nói chuyện với bạn bè một cách dễ thở hơn, vui vẻ hơn chẳng hạn. Với những bạn mà lúc nào cũng thích tán tỉnh hoặc lúc nào cũng thích nói chuyện với người khác thì mình thấy là cái cách nói chuyện của các bạn trong thời gian này nó rất là quyến rũ đấy, đặc biệt là với những cái người xung quanh của bạn. Và cái cảm giác quan hệ của bạn về thế giới nhìn chung là tương đối là tốt. Và Venus nó đem đến nhiều cái sự lộc lá và cái sự tận hưởng á. Thế nên là nếu như quan hệ xã hội thì mình thấy là sẽ đến những cái nơi sang trọng chẳng hạn, ngồi những quán cà phê hoặc là những cái nhà hàng sang trọng, hoặc nếu không thì gặp những người sang trọng cũng là một cái mà mình thấy có thể bạn sẽ có trong tháng này. Cùng ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với Jupiter, tức là nó ở cùng một nhà với Jupiter, ở Bạch Dương và ở nhà 9 của các bạn nhé. Với nhà 9 và Jupiter ở đây từ đầu năm thì mình nghĩ là các bạn hoặc là đi du lịch rất là nhiều từ đầu năm đến giờ, và nếu không thì các bạn cũng học hỏi rất là nhiều thứ ấy. Vì nhà 9 đôi khi là cái việc đi học này, các bạn thực sự ra nước ngoài này, các bạn thực sự đến một cái nơi rất là xa để bạn mở rộng, trải rộng cái tâm chân trời của bản thân mình ra. Mình nghĩ là bạn đã hiểu được nhiều thứ hơn trong thời gian vừa qua rồi, và khi mà mặt trời nó conjunction với Jupiter, nó sẽ đẩy cái đấy thành một cái điểm giống như tự nhiên bùng phát ra vậy. Nếu như mà bạn ấp ủ cái dự định đi đâu đấy thì có thể giai đoạn này bạn sẽ thật sự đi, muốn làm một cái gì đấy thật sự hiểu này, ví dụ như tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, mình ở đây là gì, rồi thì chúng ta đến từ đâu, tức là những cái câu hỏi lớn trong cuộc sống ấy, các bạn bắt đầu hỏi những cái câu hỏi đấy rồi, cái ý nghĩa cuộc sống của mình là gì và làm thế nào để hạnh phúc, thì rất có thể là bạn sẽ có câu trả lời trong cái tháng này, hoặc là bạn nhìn ra được sứ mệnh của mình, cái mục tiêu của mình là gì ấy, trong cái giai đoạn đấy. Tại vì vào ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có nhật thực ở Kim Ngưu, cũng ở nhà 9 luôn. Nó mở đầu cho cái chuỗi nhật thực, nguyệt thực, kim ngưu với cả Bạch Dương chứ. Nhật thực ở Bạch Dương, nó mở đầu chuỗi nhật thực Bạch Dương với cả Thiên Bình. Thì khi mà nhật thực tức là nó bắt đầu một chu kỳ mới, đó là New Moon. Thế nên với một vài bạn, các bạn thật sự ở một cái nơi nào đấy mới, thật sự bước chân vào một cái chặng đường học hành mới nhá. Ví dụ như kiểu học thạc sĩ này, hoặc là tiến sĩ này, hoặc là nghiên cứu một cái gì đấy mới, một cái tôn giáo mới nhá. Vì mình thấy quanh cái giai đoạn này, có thể không phải đúng 21 tháng 4, thế nhưng quanh đấy 1-2 tuần các bạn sẽ cảm thấy là mình bén duyên với cả một thứ gì đấy mới, một cái tâm linh mới, một tôn giáo mới, một quyển sách mới chẳng hạn. Tất cả mọi thứ đều là một dạng tôn giáo nhá. Khoa học cũng là một dạng tôn giáo, bạn đi theo cái tôn giáo là khoa học chẳng hạn. Thì nhưng mà bạn sẽ bén duyên với cái thứ đấy, và nó sẽ là cái thứ mà bạn theo đuổi hoặc bạn học tập, một cái hành trình học tập mới chẳng hạn trong vòng 2 năm tới đây. Và cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời chuyển đến Kim Ngưu nhà 10 của các bạn. Mặt trời nó sẽ kiểu nhấn mạnh cái nơi mà nó đi qua, thế nên là cuối tháng các bạn sẽ tập trung nhiều hơn đến sự nghiệp của mình, đến công việc của mình, đến cái việc là mục tiêu của mình là gì này, cái vị trí của mình ở đâu trong công việc các kiểu chẳng hạn. Hãy cẩn thận cái việc đôi khi cái tôi cá nhân của mình trong giai đoạn này nó có thể sẽ rất là lớn, và nó sẽ khiến cho mình không nhìn đến người khác, kiểu mọi người nghĩ gì, mọi người nói gì mình sẽ không để ý người ta. Thế nên hãy cẩn thận nhé, là cái tôi sẽ bị lớn quá. Và 22 tháng 4 cuối cùng chúng ta sẽ có sao thủy nghịch hành ở Kim Ngưu. Và khi mà sao thủy nghịch hành nó rất là nổi tiếng, đó là sẽ không có gì mới cả. Nếu như mà các bạn có một cái kế hoạch nào đấy các bạn lên từ đầu tháng, thì tầm cuối tháng này là cái lúc bạn review lại cái kế hoạch đấy, bạn làm cho cái kế hoạch đấy trở nên ổn định nhất có thể, hoặc là bạn xem xét lại đấy. Nó không còn là thời gian lên làm nữa, mà nó là xem những cái thứ mình đã lên kế hoạch trước đấy là gì này, những cái người mình đã quen này, những cái dự án mà mình launching, mình chạy ở trong giai đoạn trước đấy bây giờ là như thế nào, rồi thì kiểu follow up ấy, follow những cái thứ mà trước đấy mình đã làm rồi. Thì đôi khi mình còn thấy là đừng đưa ra một cái quyết định quan trọng nào trong giai đoạn này, kiểu ký kết cái hợp đồng, vì tỷ lệ cao là bạn sẽ nghĩ lại trong giai đoạn này. Vì khi mà sao thủy nghịch hành nó sẽ khiến chúng ta có những cái quyết định không chuẩn, nên là một cái quyết định quan trọng liên quan đến công việc không nên đưa ra.
Vì nếu như mà đưa ra thì dễ nghĩ lại đấy, nó chỉ là làm những cái việc cũ, làm những cái thứ mà trước đấy mình đã làm rồi thôi. Thì đấy là tất cả những gì mình thấy cho các bạn sư tử Samurai Shinsai nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye. Các bạn sử nữ Samurai Shinsai, chúng ta sẽ cùng xem tháng 4 của các bạn có gì nhá. Đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với Kim Ngưu và là nhà 9 của các bạn. Mercury chính là hành tinh liên quan đến nói chuyện này, giao tiếp này, cái cách mà bạn tính toán, các bạn lên kế hoạch. Nhà 9 là tất cả những gì thuộc về học lên cao này, những thứ như là tôn giáo, tâm linh, nước ngoài. Chính vì thế là giai đoạn này nếu như các bạn có ý định đi đâu đấy, đi du lịch ở đâu đấy hoặc là lên kế hoạch đi du lịch, mình cũng thấy rất là nhiều. Lên kế hoạch để học cao hơn nhá. Với một vài bạn, các bạn lên kế hoạch là học thạc sĩ, học tiến sĩ, hoặc là các bạn sẽ phải nói chuyện với thầy của mình nhiều hơn, vì mình cảm giác là những thứ như là học tập nó đang rất là có duyên với cả các bạn trong cái tháng này. Tập trung nhiều thời gian hơn ở trường đại học này, đọc nhiều sách hơn này, nghiên cứu nhiều thứ hơn này để xem ý nghĩa ẩn đằng sau tất cả mọi thứ là cái gì. Đấy, tức là tìm một cái câu trả lời cho một cái câu hỏi là lớn hơn, mình nên học cái gì, mình nên đi con đường nào, mình nên sống ở đất nước nào, rồi thì cái mục tiêu của mình là gì ấy. Đôi khi Mercury ở đây sẽ khiến cho các bạn có những cái câu hỏi như thế. Vào ngày 7 tháng 4 chúng ta sẽ có full moon ở Thiên Bình và ở nhà 2 của các bạn. Full moon là tất cả những thứ chúng ta đóng lại một chu kỳ, và nhà 2 chính là những thứ thuộc về tiền bạc, thế nên những thứ mà các bạn đó trân trọng trong cuộc sống nữa. Thế nên có thể là các bạn kết thúc một cái chu kỳ trong chuyện tài chính. Nếu như mà các bạn ấp ủ một cái khoản tiền nào đấy thì có thể bây giờ là cái lúc mà bạn có được cái câu trả lời này. Bạn đầu tư vào đâu đấy thì có thể bây giờ nó sẽ có lãi này, hoặc là bạn gửi ngân hàng, gửi tiết kiệm, bây giờ bạn lấy ra được. Tức là cái cảm giác một cái khoản tiền hoặc là một cái bài học gì đấy liên quan đến tài chính mà các bạn đã học được nhá. Bây giờ cái quan hệ của bạn với tài chính đã khác rồi, hoặc có thể là bạn được tăng lương. Đấy, nên nó sẽ là một cái kết quả và một cái câu trả lời liên quan đến tài chính cho bạn, để xem là các bạn nên làm gì tiếp theo. Đã học được một cái bài học liên quan đến tiền bạc rồi, hoặc có thể bạn hiểu được mình trân trọng cái gì đó là cái thứ quan trọng trong cuộc đời mình, có thể là gia đình chẳng hạn, hoặc là các mối quan hệ. Nên là đôi khi những cái thứ mà các bạn trân trọng và những cái thứ có giá trị chưa chắc nó đã là tiền ý. Đôi khi nó là những cái thứ mà gia đình của chúng ta này, một cái tài sản gì đấy này đấy, hay là mình còn cảm thấy là có một cái gì đấy liên quan đến gia đình, nhưng mà là gia đình bố mẹ của bạn nhé, chứ không phải là gia đình mà các bạn lập kết hôn đâu. Đấy, cái gia đình của bạn lớn lên ấy thì có thể là bạn sẽ hiểu ra được một cái gì đấy liên quan đến cái gia đình của mình lớn lên nữa. Vào ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với cả Song Tử, là đến với nhà 10 của các bạn. Venus chính là tình yêu, chính là cái đẹp, chính là cái việc tận hưởng cuộc sống. Và Song Tử nhà 10 chính là những thứ thuộc về hình ảnh của bạn trong mắt thế giới, công việc của bạn, địa vị xã hội. Thế nên nếu như các bạn làm bất kể công việc gì, mình định nói là những người làm người nổi tiếng, thì cái hình ảnh của bạn trong thời gian này sẽ rất là đẹp. Tức là mọi người sẽ cảm thấy các bạn xinh đẹp hơn này, các bạn đăng ảnh lên sẽ có nhiều người like này, hoặc là mọi người cảm thấy các bạn rất là quyến rũ. Kể cả các bạn cảm thấy mình không phải là một người xinh đẹp theo cái kiểu thông thường á, thì mọi người cũng cảm thấy tính cách của các bạn có một cái gì đấy rất là mềm mại, uyển chuyển. Nếu như các bạn đi làm, đôi khi có thể giai đoạn này các bạn sẽ gặp những cái người đồng nghiệp mới, hoặc là đồng nghiệp sẽ dễ thương hơn, dễ mến hơn, cảm giác mọi người đối xử với mình nice hơn. Và nó là tại vì bạn đối xử với người khác tốt hơn ấy. Cái cách bạn nói chuyện hay là cái cách bạn thể hiện bản thân tự nhiên đẹp hơn rất là nhiều. Tự nhiên các bạn đi làm, các bạn mặc đồ đẹp hơn này, các bạn nói chuyện một cách quyến rũ hơn này. Hoặc đôi khi là sẽ có những cái buổi tiệc ở công ty đấy, không hiểu sao mình cũng thấy những cái thứ đấy ở đây ấy. Tức là công ty của bạn có những cái tiệc, có những cái kiểu tổ chức gì đấy, quen được một người nào đấy. Đặc biệt quan hệ của bạn với cả phái nữ trong cái tháng này đặc biệt liên quan đến công việc rất là tốt. Ngày có một lời khuyên là hãy mặc đẹp khi đi làm, nếu như mình thật sự đi làm, show up trong công việc của bạn. Cùng ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với cả Jupiter ở Bạch Dương nhà 8. Jupiter nó là hành tinh đem đến may mắn. Và khi mặt trời mà conjunction với Jupiter nó sẽ là nhân đôi, thực ra nhân nhiều là cái sự may mắn đấy lên. Nhà 8 là những thứ liên quan đến bí mật này, một cái kết thúc gì đấy. Thì mình nghĩ là thời gian vừa qua có thể các bạn hiểu rất là nhiều những cái bí mật trong cuộc sống, hoặc là bí mật của một ai đấy, bí mật của bản thân mình chẳng hạn. Đấy, rồi thì một cái bí mật của công ty, maybe là như vậy. Bí mật của người khác cũng có nhá. Và có thể là trong cái ngày 12 tháng 4 này, có thể là một cái gì đấy nó rõ ràng với các bạn á. Một cái gì đấy mà các bạn vẫn luôn nghiên cứu, đặc biệt đến việc các bạn nghiên cứu tìm một cái câu trả lời nào đấy. Với một vài bạn mình nghe thấy là các bạn có thể sẽ có một câu trả lời thông qua những cái thứ liên quan đến huyền học và tâm linh. Nên có thể là các bạn đi xem một thầy nào đấy này, các bạn nhìn thấy một cái clip ở trên mạng này. Đấy, một cái gì đấy mà tự nhiên
nó đem lại cho bạn câu trả lời đấy, một thứ mà các bạn vẫn luôn nghiên cứu chẳng hạn, và nó có thể đến từ một nơi rất là sâu. Một vài bạn, nếu như các bạn có đang làm việc với bác sĩ tâm lý bây giờ, hoặc các bạn có đang làm việc với tâm lý của mình bây giờ, thì mình cũng thấy là các bạn sẽ có được một cái sự bứt phá liên quan đến tâm lý của mình, hiểu tâm lý của người khác và của mình nhiều hơn. Thực ra những thứ như là bí mật, tâm lý là một dạng bí mật mà. Chúng ta hiểu được tâm lý người khác thì chúng ta hiểu được những cái bí mật của họ thôi. Và ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có nhật thực ở Bạch Dương. Nhật thực chính là New Moon, chính là các bạn khởi đầu một chu kỳ mới. Và chu kỳ nhật thực nguyệt thực này nó diễn ra giữa Bạch Dương với cả Thiên Bình là nhà 8 của các bạn. Và khi mà nó mở đầu một thứ mới, có thể giai đoạn này bạn sẽ bắt đầu có một hướng đi mới. Quan hệ của các bạn với cả những cái người xung quanh sẽ mở ra một cái trang mới nhé. Hãy cẩn thận, không phải cẩn thận mà là trong vòng từ giờ đến 2024, mình có thể đảm bảo là sẽ có những người ra khỏi cuộc đời bạn, và sẽ có những thứ ra khỏi cuộc đời bạn nữa. Có những thứ bạn tin nó sẽ không còn là của bạn nữa, chẳng hạn cái niềm tin, cái sở thích, cái thói quen, có những cái đồ vật bạn sẽ không cần dùng nữa, có những người các bạn sẽ không cần nữa, mà nó sẽ trải rộng cho đến tận 2024. Thế nhưng quanh quanh cái ngày 21 tháng 4 này, trước đến 1 tuần, 2 tuần, bạn sẽ có cảm giác là có một vài thứ các bạn không cần nó nữa. Và nếu như mà không phải các bạn không cần thì cũng sẽ là một thứ nó chủ động ra đi, một công việc, một người. Nhà 8 nó không phải là một thứ quá là dễ dàng chúng ta có thể đối diện. Cho nên là hãy cởi mở về cái việc cái gì cần kết thúc, cái gì cần đi thì hãy để cho nó đi, vì nó phải là như thế. Ngày cùng ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có mặt trời đến với Kim Ngưu, tức là nhà 9 của các bạn. Khi mặt trời nó đến đâu nó sẽ khiến cho nơi đấy sáng bừng lên. Thế nên là lọc đi du lịch sẽ đến với các bạn trong cuối tháng này cho đến tháng 5 đấy. Nên nếu như muốn đi đâu đấy, muốn thử một cái gì đấy, quan hệ với cả thầy cô với giáo viên cũng tốt này, nói chung là cảm giác bản thân mình sẽ hiểu nhiều thứ hơn ấy. Tập trung vào những thứ như là đọc sách, tập trung vào những cái thứ như là cái hành trình phát triển cho bản thân mình rất là tốt trong giai đoạn này, hoặc là vào cái thế giới tâm linh nhiều hơn. Cuối cùng ngày 22 tháng 4 chúng ta sẽ có sao thủy nghịch hành ở Kim Ngưu, và nó sẽ nghịch hành cũng chính nhà 9 của các bạn. Thế nên là nếu như thật sự đang theo đuổi hoặc đang học hỏi một cái gì đấy thì sẽ là mình review lại những thứ mình đã học được này, cái cuốn sách mình đọc được thì nó liên quan gì đến cuộc đời mình, cái người thầy mà mình gặp được. Đôi khi có thể là các bạn sẽ có duyên gặp được một người thầy mới nhá, ví dụ như kiểu ở trên YouTube chẳng hạn, thầy bây giờ không phải là thầy dạy học ấy, mà có thể là một người bạn gặp trên mạng ấy, thì có thể bạn gặp được một tác giả, một người thầy mới, và họ có những cái niềm tin và họ có những thứ đặt vào bạn, thì các bạn sẽ cảm thấy là mình muốn đi theo người ta hoặc như thế nào đấy. Thì bây giờ lúc mình nhìn lại cái niềm tin mà mình học được ở trong sách, cái niềm tin mình đọc được của người ta ấy, nó có thật sự liên quan đến cái niềm tin của mình hay không, mình tin cái gì và người khác tin cái gì. Thì đấy là những thứ mình thấy cho các bạn xử nữ Sun Moon Rising Sign nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye các bạn Thiên Bình Sun Moon Rising Sign, chúng ta sẽ cùng xem là tháng 4 của năm nay các bạn sẽ có gì nhá. Đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với Kim Ngưu, tức là đến với nhà 8 của các bạn. Mercury chính là những thứ liên quan đến lời nói, liên quan đến cái việc lên kế hoạch, liên quan đến cái việc giao tiếp. Và nhà 8 là những thứ bí mật, nó là những thứ mà bí ẩn này, những cái thứ mà chúng ta giấu đi. Đôi khi nó cũng là quan hệ của bạn với người khác nữa, cái quan hệ mà rất là thân mật ấy. Chính vì thế là mình cảm giác giai đoạn này bạn sẽ bắt đầu có những cái cuộc nói chuyện thân mật hơn với những người xung quanh mình chẳng hạn. Bạn sẽ cảm thấy mọi người muốn tâm sự với bạn này. Bạn sẽ cảm thấy là tự nhiên mình nói chuyện với người mình yêu, hoặc là những cái người thân của mình họ muốn chia sẻ với mình nhiều hơn một cái bí mật gì đấy mà từ trước đến giờ bạn không biết chẳng hạn. Nếu không thì các bạn sẽ bắt đầu có cái xu hướng muốn nhìn ngó vào mọi thứ xung quanh mình ấy, để xem là tại sao lại như thế, tại sao lại hành động như vậy, hỏi người khác ấy. Như mình có cảm giác là bạn sẽ hiểu thế giới, hoặc bạn sẽ có xu hướng muốn hiểu thế giới một cách sâu sắc hơn trong cái giai đoạn này, vì Mercury nó khiến cho chúng ta kiểu nghiên cứu cái thứ đấy ấy. Bạn là bạn nghiên cứu một cái gì đấy rất là sâu, có thể là nghiên cứu xem là làm thế nào kiếm nhiều tiền hơn này, nghiên cứu quan hệ giữa mình với cái đấy là gì này, có một cái cuộc nói chuyện mà nó sâu sắc hơn, nó tình cảm hơn chẳng hạn, đôi khi nó có thể nasty hơn nữa. Và ngày 7 tháng 4 chúng ta sẽ có Full Moon Thiên Bình ở nhà 1 các bạn nhé. Full Moon là chúng ta kết thúc một chu kỳ, và nhà 1 là những thứ thuộc về cơ thể của bạn, con người của bạn và cái hành trình của cá nhân bạn. Thế nên có thể bạn kết thúc một cái chu kỳ và bạn sẽ có được kết quả cái việc đấy. Nếu như thời gian vừa qua bạn cố gắng kiểu giảm cân này, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của mình, thì bạn sẽ nhìn ra được cái style nào là phù hợp với mình này, cái con đường nào là con đường mình chọn này,
rồi thì bản thân mình là như thế nào ấy, giống như kiểu bạn up level thêm một phần nữa liên quan đến bản thân mình, hiểu bản thân mình hơn, hiểu hành trình của mình nhiều hơn và hiểu ngoại hình của mình nhiều hơn cũng có thể nữa. Ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với song tử, tức là đến với nhà 9 của các bạn. Venus chính là tình yêu, chính là cái việc tận hưởng cuộc sống và đem mọi người lại đến gần nhau. Và nhà 9 chính là những thứ liên quan đến du lịch, nước ngoài, tất cả những gì thuộc về cái việc học lên cao hơn này, triết học này, tâm linh này, tôn giáo, đôi khi là luật pháp nữa. Thế nên giai đoạn này bạn sẽ có duyên với những thứ như là luật pháp. Nhưng mà không phải là để cho các bạn vượt đèn đỏ đâu, mà ý là nếu như mà các bạn có một cái giấy tờ gì đấy, các bạn chờ visa này, các bạn chờ được một cái thông báo đi đâu đấy, thì mình thấy là làm trong cái giai đoạn này rất là may mắn. Trong cái giai đoạn từ 12 tháng 4 trở đi, nếu như các bạn đi du lịch thì mình cũng thấy là bạn sẽ tận hưởng cái chuyến đi đấy ở những cái resort, những cái khách sạn sang trọng chẳng hạn. Với một vài bạn mình còn thấy là các bạn thật sự làm trong cái lĩnh vực mà các bạn phải tham gia những cái hội thảo, những cái meeting ấy, thì tỷ lệ cao là bạn sẽ gặp được rất là nhiều mối quan hệ, không phải là mối quan hệ mà bạn sẽ có cái khoảng thời gian tốt đẹp với những cái cuộc meeting đấy. Và nếu không thì cũng là quan hệ của bạn với cả cái việc học tập nói chung, với cả những cái người mà là giáo viên, những cái người mà là người thầy, những cái người là chuyên gia rất là tốt. Cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với Jupiter và ở nhà 7 các bạn, ở Bạch Dương. Jupiter nó đem lại may mắn và mặt trời nó nhân rộng cái sự may mắn đấy lên. Bạch Dương nhà 7 chính là những thứ thuộc về các mối quan hệ với người khác, hôn nhân, những cái người bạn làm việc cùng. Nhà 7 đối diện với nhà 1 thì nó là cái thế giới bên ngoài, nó không phải là bạn. Thế nên là mình cảm thấy từ đầu năm đến giờ các bạn, nếu như mà các bạn đã kết hôn rồi thì các bạn sẽ thấy là quan hệ của mình với cả cái người mình yêu, với cả chồng vợ của mình trong hôn nhân nó rất là tốt. Đấy là mình thấy như thế. Có vài bạn thậm chí là bạn đã kết hôn tầm đầu năm chẳng hạn, hoặc là nếu không thì giai đoạn này cũng sẽ là một cái điểm gì đấy trong hôn nhân của các bạn ấy mà nó có thể rất là vui vẻ, hai người kiểu rất là tích cực này, có một cái lộc lá gì đấy, hoặc là chồng hoặc vợ của bạn kiếm được một khoản tiền, hai người đánh dấu một cái cột mốc trong cái đời sống tình cảm của mình. Nếu như mà không thì chỉ là cái quan hệ của bạn với người khác thôi nhá, đặc biệt với những bạn nếu như là nữ thì giai đoạn này tỷ lệ gặp được chồng của mình rất là cao, hoặc nếu không thì duyên với người khác giới của các bạn rất là cao trong cái giai đoạn loanh quanh cái ngày 12 tháng 4 này đấy. Đó là nếu như không phải là gặp chồng đúng sẽ là gặp những cái người mà mình có thể làm việc cùng được này, những cái người mà họ support cho cái hành trình của mình. Với những bạn mà làm cái công việc một một, ví dụ như tư vấn hoặc là phải ký hợp đồng, thì mình cũng thấy là bạn rất là may mắn với những thứ như là hợp đồng trong cái giai đoạn này. Ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có Nhật thực ở Bạch Dương và cũng ở nhà 7 của các bạn luôn. Nhật thực tức là New Moon, chúng ta sẽ mở đầu một cái giai đoạn mới, một cái chương mới. Thế nên mình không bất ngờ nếu như mà trong cái giai đoạn 20-21 tháng 4 này có những bạn Thiên Bình Rising Sign kết hôn đâu. Tức là các bạn bắt đầu bước chân vào một cái hành trình mới liên quan đến quan hệ giữa bạn với người khác, hoặc là các bạn thật sự gặp cái người mà bạn sẽ kết hôn cùng. Nên là hãy để ý những cái người bước chân vào cuộc đời bạn bây giờ, những cái hợp đồng bạn ký, những thứ mà bạn đưa vào cuộc đời mình ấy, vì nó sẽ chuyển cuộc sống của bạn sang một cái chương mới loanh quanh trước sau 1 đến 2 tuần. Cái quan hệ của bạn với thế giới nó sẽ khác đi. Cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời đến với cả Kim Ngưu nhà 8 các bạn. Mặt trời nó đến đâu nó sẽ nhấn mạnh cái nơi đấy. Và nhà 8 nó chính là cái sự thân thiết, nó chính là những cái bí mật, nó chính là cái việc bạn quan tâm đến người khác, bạn kiểu thân mật với người khác. Thế nên là có lẽ bạn sẽ bắt đầu muốn gần gũi với những người xung quanh của mình hơn này. Nhà 8 cũng là tài sản chung ấy nhá, nên nếu như mà các bạn thật sự liên quan đến ai đấy, giống như kiểu kết hôn hoặc là có một người nào đấy ký kết cái hợp đồng nào đấy, thì có thể bạn sẽ xem xét những cái tài sản chung giữa hai bên là gì chẳng hạn. Với những bạn đã kết hôn rồi thì đôi khi là bạn sẽ phải tập trung đến cái nhà chồng với cả nhà vợ của mình ấy. Tự nhiên mình cũng thấy những cái đấy ở đấy nhá, quan tâm đến nhà chồng và nhà vợ của bạn hơn trong cuối tháng 4 đến tháng 5. Cuối cùng trong ngày 22 tháng 4 chúng ta sẽ có sao thủy nghịch hành ở Kim Ngưu và cũng ở nhà 8 của các bạn luôn. Sao thủy nghịch hành thì tức là nó sẽ không có cái mới đâu. Giai đoạn này đôi khi nếu như đã kết hôn rồi thì có thể là cái hợp đồng đấy nó có vấn đề chẳng hạn, như là ký kết cái hợp đồng nào đấy này, hoặc là nhà vợ với nhà chồng đòi hỏi một cái gì đấy, hoặc đôi khi là quan hệ giữa hai người cần phải review lại, có những cái bí mật nói ra, có những thứ mà chúng ta cần phải giải quyết đấy, có những cái thứ mà nó kiểu vướng mắc ở đây. Hoặc là như các bạn nghiên cứu một cái gì đấy chuyên sâu nhé, những bạn mà làm cái công việc nghiên cứu, kể cả không phải là kiểu professional ấy, mà chỉ là bạn nghiên cứu một cái lĩnh vực nào đấy, một cái kiểu bộ môn nào đấy thôi, thì mình cũng thấy giai đoạn này
bạn cố gắng hiểu xem nó là cái gì, tại sao nó lại là như thế, và bạn đào nó một cách sâu sắc hơn. Thì khi mà Mercury nghịch hành, sao Thủy nghịch hành, nó khiến cho các bạn phải xem lại những cái thứ mà mình đã đào ra từ trước đấy rồi, giống như kiểu các bạn đi đào vàng vậy. Nhưng mà cái chỗ mà các bạn đào mà các bạn không thấy vàng ấy, bây giờ là cái lúc mà các bạn đào lại cái chỗ đấy đấy, thì nó là một cái dạng tương tự như thế. Cái mối quan hệ của bạn có một cái vấn đề gì đấy mà chưa giải quyết xong, thì bây giờ bạn phải quay lại để giải quyết cái thứ đấy chẳng hạn. Thì đấy là những thứ mình thấy cho các bạn thiên bình. Đừng quên check cả Sun Moon Rising Sign của bạn nhé. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye. Các bạn bỏ cạp Sun Moon Rising Sign nhé. Chúng ta sẽ cùng xem tháng 4 của các bạn có gì nhé. Đầu tiên vào ngày 4 tháng 4, chúng ta sẽ có Mercury đến với Kim Ngưu, đến với nhà 7 của các bạn. Mercury chính là hành tinh đem đến cái việc nói chuyện này, giao tiếp này, lên kế hoạch, tính toán. Và nhà 7 chính là tất cả những gì thuộc về các mối quan hệ của bạn với cả người khác, thế giới xung quanh bạn, đồng nghiệp của bạn này, đặc biệt là hôn nhân nhé, chồng và vợ của bạn. Thế nên đối với những bạn mà đã kết hôn rồi thì rất có thể là khoảng thời gian này bạn sẽ thấy là mình muốn nói chuyện với cả chồng và vợ của mình nhiều hơn, hai người chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mercury là có một cái gì đấy rất là buôn chuyện nhé, thế nên có thể là bạn sẽ kiểu hay buôn chuyện với người khác này, hoặc là kiểu gossip những cái thứ xung quanh, nói chuyện về cuộc sống hàng ngày. Với những bạn mà chưa kết hôn thì có thể là bạn nói chuyện với người mình yêu, hoặc là bạn bè xung quanh mình, đồng nghiệp của mình nhá. Với những bạn mà làm những cái công việc kiểu một một thì bạn sẽ kiểu tư vấn cho người khác nhiều hơn. Nói chung là một cái tháng hoặc là một cái giai đoạn mà đang kêu gọi các bạn hoạt ngôn hơn ấy, kiểu các bạn nói chuyện nhiều hơn, lên tiếng nhiều hơn, giao tiếp xã hội nhiều hơn nhá. Và hay nói những cái thứ mà mình tin nói, vì với Mercury ở Kim Ngưu nó không phải là bạn nói những cái thứ trên trời dưới biển, mà là bạn nói những cái thứ rất là chắc chắn, rất là ổn định đấy. Thì mình cảm thấy là chia sẻ nhiều hơn với những người xung quanh, lên kế hoạch với cả bạn bè nhé. Với một bạn mình thấy là bạn muốn học, không phải hợp tác mà bạn làm ăn với chồng hoặc vợ của mình, thì mình thấy bạn lên kế hoạch trong tầm này này, hoặc là những cái người xung quanh bạn, bạn lên một cái kế hoạch nào đấy với họ đấy, kể cả đi du lịch và đi chơi, thì mình thấy là tập trung rất là nhiều. Ngày 7 tháng 4 chúng ta sẽ có full moon ở thiên bình ở nhà 12 của các bạn. Full moon chúng ta kết thúc một chu kỳ, đóng lại một chương trong trang sách của bạn. Và nhà 12 chính là những gì thuộc về tiềm thức, thuộc về tâm linh, chữa lành thế giới nội tâm bên trong bạn. Thế nên là mình cảm giác là quanh cái thời gian này có thể bạn sẽ có câu trả lời cho một câu hỏi hoặc là một cái tổn thương gì đấy bên trong mình nhá. Ví dụ như có một cái vấn đề, có một mối quan hệ nào đấy mà bạn vẫn nhớ người cũ, hoặc là bạn vẫn không hiểu tại sao nó lại như thế. Ví dụ như đôi khi bạn nói chuyện với người khác bạn hay cáu gắt, hoặc là bạn dễ bị tổn thương như thế nào đấy, nó đều đến từ một phần trong tiềm thức của chúng ta cả. Thì khi mà các bạn chữa lành được cái tổn thương đấy, hoặc bạn có câu trả lời, thì bạn sẽ giải phóng được cái vấn đề đấy bên trong mình. Thế nên mình thấy là quanh cái giai đoạn full moon mùng 7 tháng 4 này, bạn sẽ soi sáng một phần tiềm thức của mình, bạn sẽ soi sáng một phần tâm lý của mình, để bạn hiểu là tại sao mọi thứ nó lại là như thế. Nếu không thì bạn sẽ có một cái câu trả lời trong cái thế giới tâm linh, tức là đi tìm một cái câu trả lời nào đấy, kiểu thế. Và đây là cái giai đoạn mà bạn cần phải ở một mình. Thực ra full moon thì dù là cung hoàng đạo nào cũng nên ở một mình nhiều hơn. Thế nhưng với các bạn thì mình thấy là hãy dành thời gian ở một mình quanh cái ngày 7 tháng 4 này. Nếu như các bạn có thực hành những thứ như là thiền định hay là viết lách rất là tốt. Và mình cảm giác nếu như bê một người khác vào trong giai đoạn này nó sẽ không tốt, vì nó đang là bạn với cả thế giới bên trong bạn, và bạn sẽ chỉ có cái câu trả lời đấy nếu như bạn có cái quan hệ tốt với cả bản thân mình thôi. Và ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với song tử nhà 8 của các bạn. Venus chính là tình yêu, chính là cái việc tận hưởng cuộc sống, chính là tiền bạc, chính là cái việc kiểu sang trọng, sang chảnh á. Và nhà 8 chính là cái việc bạn thân mật với người khác này, chính là cái những cái bí mật này, rồi thì tài sản chung. Thế nên là nếu như mà các bạn đã kết hôn rồi nhá, tỷ lệ cao là tự nhiên có một cái món quà bất ngờ gì đấy đến từ partner của bạn, là cái mình thấy này. Và những thứ liên quan đến sexual rất là mạnh ở đây, nên có thể là các bạn sẽ tận hưởng cái đời sống tình dục của mình nhiều hơn, hoặc là các bạn sẽ cảm thấy mình thân mật hơn với cả những cái người xung quanh mình ấy. Tự nhiên mình muốn chia sẻ quan điểm của mình với họ này, chia sẻ một cái gì đấy, mời một ai đấy đi đâu ăn uống này. Cái cảm giác bạn sẽ có một cái trải nghiệm thân thiết và kết nối trong cái giai đoạn này đấy, cái cảm giác như thế nhá. Hoặc là một cái cuộc nói chuyện nó rất là thân mật, nó khiến cho bạn hiểu người khác một cách sâu sắc nhất có thể. Với những bạn mà
sex với cả các mối quan hệ off the table, tức là không có bất kỳ một ai xung quanh các bạn hoàn toàn độc thân ấy, thì có thể nó là các bạn thật sự dành thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu ra được một thứ gì đấy, và cái thứ đấy làm cho bạn vô cùng hạnh phúc. Đấy. Cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với Jupiter ở Kim Ngưu và ở Bạch Dương và ở nhà 6 của các bạn. Jupiter nó chính là cái sự may mắn, nó chính là những cái thứ giống như cơ hội đến với các bạn. Mặt trời mà cùng với cái Jupiter nó sẽ khiến cho mọi thứ nó nhân lên nhiều lần. Và nhà 6 chính là cái môi trường làm việc, cuộc sống hàng ngày của các bạn nhé. Đây là giai đoạn mình cảm thấy các bạn sẽ thấy lấp lá hơn trong công việc này, hoặc là cái môi trường làm việc của mình cảm giác vui vẻ hơn, mọi người có hòa đồng hơn. Không phải hòa đồng đâu, mà là mọi người lắng nghe ý tưởng của bạn nhiều hơn ấy, hoặc là các bạn học được nhiều thứ hơn trong công việc nhé. Nếu như các bạn bắt đầu một cái kế hoạch nào đấy thì mình cũng thấy là giai đoạn này mọi thứ nó đi rất là mượt mà chẳng hạn, hoặc là cái kế hoạch của bạn được nhìn đến, được người ta công nhận. Nhà 6 có một cái gì đấy nó là kiểu phục vụ cho người khác, phục vụ cho cộng đồng ấy. Thế nên nếu như các bạn làm những cái công việc phục vụ cho người khác, ví dụ như kiểu y tá này, hoặc là trẻ mồ côi, hoặc là môi trường nhá, thì mình thấy giai đoạn này hoặc là bạn sẽ làm từ thiện nhiều hơn, giúp những cái người đấy nhiều hơn, hoặc nếu không là sẽ có một cái cơ hội để bạn vượt qua được một cái khó khăn nào đấy trong cuộc sống. Ví dụ như bạn nợ tiền chẳng hạn, thì bạn sẽ có cơ hội trả hết cái khoản nợ đấy trong giai đoạn này. Hoặc là một cái đối thủ nào đấy chẳng hạn, bạn sẽ có cơ hội kiểu tỏa sáng vượt qua họ ấy. Tức là cái cảm giác có một cái thứ chặn bạn lại và bạn sẽ vượt qua cái thứ đấy. Mình thì nói đến bệnh tật, nhưng mà bệnh tật nó là một cái gì đấy đôi khi rất là khó để chúng ta có thể kiểu có một cái breakthrough ấy. Thế nhưng nó cũng có thể. Vào ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có nhật thực ở Kim Ngưu luôn nhá. Và khi mà nhật thực ở Kim Ngưu Bạch Dương, tại sao mình cứ nhầm Kim Ngưu Bạch Dương ấy nhỉ? Chúng ta sẽ có nhận thực ở Bạch Dương và cũng ở nhà 6. Thế nên là các bạn sẽ bắt đầu khởi đầu một cái chu kỳ mới liên quan đến cái cuộc sống hàng ngày của mình đấy. Có thể bạn sẽ bắt đầu vào một cái hành trình giảm cân này, bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình chăm sóc sức khỏe này, ăn uống healthy lành mạnh hơn là cái mình thấy rất mạnh với các bạn từ giờ cho đến 2024. Các bạn sẽ thay đổi cái lối sống sinh hoạt hàng ngày của mình, hoặc là bắt đầu tập thể dục, bắt đầu ăn uống tử tế, bắt đầu thay đổi thói quen nhé. Hoặc đôi khi là vì sức khỏe các bạn phải để cho bản thân mình có một cái schedule ổn định nào đấy. Nó sẽ khởi đầu một cái chương mới liên quan đến cái cuộc sống hàng ngày của các bạn. Làm thế nào để bạn có được một cái thời gian biểu tốt nhất để bạn có thể hoạt động một cách hoàn hảo nhất. Và cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời đến với Kim Ngưu, tức là nhà 7. Khi mà mặt trời đến đâu nó sẽ nhấn mạnh cái nơi đấy. Nhà 7 là các mối quan hệ mà, thế nên đây là giai đoạn mà tự nhiên bạn sẽ cảm thấy mình tỏa sáng hơn trong mối quan hệ đấy. Mọi người chú ý đến bạn nhiều hơn này, hoặc là lời nói của bạn có trọng lượng hơn. Nói chung là những thứ liên quan đến công việc và quan hệ với người khác nó khá là tích cực trong giai đoạn này đấy. Cảm giác mình có tiếng nói hơn, mọi người chú ý đến mình nhiều hơn, kiểu thế. Và cuối cùng ngày 22 tháng 4 chúng ta sẽ có sao thủy nghịch hành ở Kim Ngưu. Chính vì thế là với những bạn mà ví dụ kết hôn rồi ấy, thì bạn sẽ thấy là giai đoạn này có một cái vấn đề gì đấy trong hôn nhân mà chúng ta cần phải xử lý và giải quyết đấy. Tiền nong chẳng hạn, hoặc là một cái gì đấy mà đã qua rồi bây giờ lại lôi lại, một cái hợp đồng nhá, tưởng đã chốt xong rồi bây giờ lại quay lại chẳng hạn, một cái lời mời, một cái offer nào đấy tự nhiên bây giờ nó lại đến lại với bạn. Tức là những cái thứ cũ có thể quay lại, người cũ có thể quay lại nhá, có thể là một người yêu cũ, một ai đấy cũ, một người bạn cũ có thể xuất hiện lại trong cuộc đời các bạn trong giai đoạn này chẳng hạn. Thế nhưng họ xuất hiện là để bạn hiểu là bạn đã khác rồi đấy, chứ không phải là, đôi khi có thể chính bạn là người cũ trong cái giai đoạn này ấy. Có thể bạn sẽ nhớ người yêu cũ hoặc là nhớ một người cũ chẳng hạn, thì mình tự làm việc với bản thân mình thôi. Thì đấy là những gì mình thấy cho các bạn nào bọ cạp Sun Moon Rising Sign. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye. Các bạn nhân mã Sun Moon Rising Sign sẽ cùng xem là tháng 4 của các bạn có gì nha. Đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với cả Kim Ngưu. Và Kim Ngưu chính là nhà 6 của các bạn. Mercury chính là những thứ liên quan đến cái việc nói chuyện này, giao tiếp này, truyền tải thông tin này, hoặc là tính toán lên kế hoạch. Và nhà 6 chính là môi trường làm việc của các bạn, cuộc sống hàng ngày của các bạn. Bạn làm gì, bạn thức dậy vào mấy giờ, bạn ăn uống cái gì nhá, và bạn làm thế nào để giữ cho cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất có thể. Đây là giai đoạn mà có thể bạn sẽ nói chuyện với mọi người trong công việc nhiều hơn, bạn sẽ lên những cái ý tưởng trong cuộc sống hàng ngày của mình chẳng hạn. Bạn sẽ cảm thấy là tự nhiên mình hoạt ngôn hơn này, mình muốn chia sẻ mọi thứ này. Đặc biệt là nếu như Kim Ngưu nhà 6 thì những cái thứ như là ăn uống mình thấy là rất là quan trọng. Ví dụ như cái chế độ ăn của mình là gì, mình thấy các bạn lên kế hoạch cho cái chế độ ăn uống, hoặc là lên kế hoạch cho cái chế độ tập luyện của mình, buổi sáng mình dậy vào mấy giờ, hoặc là mình sẽ ăn cái món này vào tầm nào. Hoặc đôi khi với một vài bạn, các bạn đang muốn
chinh phục một cái thử thách nào đấy hoặc là đạt được một cái mục tiêu gì đấy liên quan đến thể hình nhá, mình cũng thấy là các bạn tập trung vào nó nhiều hơn, đặc biệt những thứ liên quan đến tài chính, ví dụ như kiểu bạn muốn góp một khoản tiền hoặc là bạn muốn trả một cái khoản nợ thì mình cũng thấy là các bạn sẽ tập trung vào những cái thứ đấy để lên kế hoạch cho nó và kiểu hoàn thiện nó trong giai đoạn này ấy, nói chuyện về những cái thứ đấy để giải quyết những cái nợ nần hoặc giải quyết những cái vấn đề trong cuộc đời và trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Ngày mùng 7 tháng 4 chúng ta sẽ có full moon ở Thiên Bình và ở nhà 11 các bạn. Full moon chúng ta kết thúc một chu kỳ, chúng ta đóng lại một chương trong quyển sách. Và nhà 11 chính là những thứ thuộc về tổ chức, cộng đồng, bạn bè và một cái ước mơ, hy vọng nào đấy. Rất có thể giai đoạn này các bạn sẽ đóng lại một chương trong tình bạn của mình nhé. Có thể sẽ có những cái mối quan hệ mà bạn nhận ra là giữa bạn với họ đã học xong cái bài học rồi. Có thể sẽ có những cái người mà họ không còn ở trong cuộc đời bạn nữa. Có thể không phải họ đi ra khỏi cuộc đời bạn, thế nhưng quan hệ giữa bạn với họ chuyển sang một cái chương mới. Giống như chúng ta trước đây là bạn nhưng bây giờ chúng ta là đồng nghiệp chẳng hạn. Hoặc trước đây rất là thân, bây giờ chỉ đơn giản là đồng nghiệp bình thường thôi. Đôi khi bạn sẽ nhận ra là mình không còn phù hợp với cả cái tổ chức này nữa, mình không còn thuộc về cái cộng đồng này nữa. Và các bạn tìm cho mình một cái cộng đồng mới. Hoặc có thể là bạn cảm thấy mình đã chinh phục được một cái ước mơ nào đấy rồi, và bây giờ là cái lúc bạn tận hưởng cái ước mơ đấy. Full moon nhà 11 khiến cho mình có cảm giác là các bạn sẽ có câu trả lời với những thứ liên quan đến các mối quan hệ xung quanh bạn, những cái người mà các bạn hợp tác làm ăn cùng, hoặc nếu như mà các bạn đang theo đuổi một cái khoản, không phải là khoản tiền mà là khoản thưởng nào đấy ấy, hoặc là một cái ước mơ gì đấy thì đúng hơn, thì rất có thể là bạn sẽ nhận được nó trong cái giai đoạn này đấy. Tức là tự nhiên đùng một cái bạn nhận được một cái khoản thưởng rất là lớn này, hoặc là bạn nhận được một cái câu trả lời rất là lớn đến từ vũ trụ thì đúng hơn. Ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với song tử. Venus chính là tình yêu, chính là những thứ tận hưởng cuộc sống này, vui vẻ này, chia sẻ này. Rồi thì song tử chính là nhà 7 của các bạn, chính là quan hệ của bạn với người khác, chính là relationship, chính là bạn với cả thế giới ngoài kia. Và nếu như bạn kết hôn rồi thì chính là cuộc hôn nhân của bạn nhá. Rất có thể là bạn sẽ nói chuyện với cả chồng và vợ mình nhiều hơn này, tán tỉnh nhau nhiều hơn. Nói chung là quan hệ của bạn với cả hôn nhân rất là tốt. Nếu không thì sẽ là cái người bạn yêu hoặc là với những người khác ấy. Mình thấy là giai đoạn này bạn rất là duyên dáng, bạn nói chuyện ai cũng thích bạn này, mọi người sẽ muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn, mọi người sẽ muốn tán tỉnh bạn, hoặc là cái cảm giác nó rất là quyến rũ với cả những cái người xung quanh bạn nhé. Không phải là khác giới mà là mọi người sẽ kiểu thu hút về phía bạn nhiều hơn, muốn trò chuyện với bạn nhiều hơn, hoặc đôi khi là rủ đi ăn uống các kiểu ấy. Các cảm giác bạn sẽ cứ là quyến rũ với cả những cái người khác giới. Và cùng ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với Jupiter ở đâu nhỉ? Ở Bình Dương, ở nhà 5 của các bạn. Hãy hiểu là Jupiter nó chính là may mắn, chính là cơ hội, và mặt trời nó nhân rộng cái cơ hội đấy lên. Nhà 5 là những thứ liên quan đến cái sự hạnh phúc này, hẹn hò này, cái việc tận hưởng cuộc sống như thế nào, rồi thì sáng tạo, con cái. Trước hết với những bạn có con thì rất có thể tầm này con bạn đạt được một cái gì đấy, ví dụ có đạt được một cái giải gì đấy này khiến cho bạn rất là tự hào, hoặc là quan hệ giữa bạn với con sẽ rất là tốt đấy. Hoặc với một bạn, các bạn thật sự có con trong giai đoạn này. Nếu không thì nếu như mà các bạn theo đuổi những cái thứ như là nghệ thuật ấy, các bạn sẽ cảm thấy là cái tác phẩm của mình được nhiều người lắng nghe hơn, hoặc là nhiều người chú ý đến mình hơn. Tức giai đoạn này có một cái gì đấy là những thứ mà các bạn tạo ra rất là sáng. Mình còn cảm giác là các bạn rất là tích cực nữa. Nói chung là bạn tỏa ra cái năng lượng tích cực khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc với cả vui vẻ. Có một cái nữa, hẹn hò, đúng rồi, nhà 5 chính là hẹn hò. Chính vì thế là giai đoạn này có thể các bạn sẽ cảm thấy mình thích đi hẹn hò nhiều hơn đấy, mình vui vẻ với cuộc sống nhiều hơn, nhà 5 cũng là sách nữa. Thế nên là cái cảm giác tận hưởng cuộc sống ấy. Các bạn ạ, thực ra nếu như các bạn là nhân mã thì lúc nào các bạn cũng vui rồi. Thế nhưng mình thấy cái tháng này ấy, các bạn còn vui hơn rất là nhiều. Hẹn hò với nhiều người để đi tận hưởng cuộc sống, đi nghe nhạc, đi nhìn những cái thứ như là nghệ thuật, đi bar, đi club. Nói chung là đây là cái giai đoạn mà hãy vui đi, hãy thoải mái đi. Nếu như mà các bạn làm trong cái lĩnh vực nghệ thuật, cái lĩnh vực vui vẻ thì nó gấp đôi cái đấy lên, vì bạn đang làm việc với đam mê của bạn mà. Hoặc nếu không cũng là tập trung một cái đam mê nào đấy mà mình thích nhá. Tự nhiên nói chuyện với các bạn, trạng thái của mình cũng tốt hơn rất là nhiều. Ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có nhật thực ở Bạch Dương, cũng ở nhà 5 luôn. Thế nên nhật thực chính là new moon, mở đầu một cái giai đoạn mới, một cái chu kỳ mới. Rất có thể là bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình hẹn hò, hoặc là một cái hành trình yêu đương nào đấy trong giai đoạn này đấy. Nhưng mà khởi đầu một cái khoảng thời gian yêu đương có thể là loanh quanh cái giai đoạn này nhá. Trước đấy 1-2 tuần, sau 1-2 tuần bạn sẽ thấy là bạn gặp người mới này, bạn sẽ thấy là mình có một cái nhìn mới với cái tình yêu này. Hoặc đôi khi một vài bạn, bạn cảm thấy mình muốn có con, một vài bạn, bạn cảm thấy là mình có một cái đam mê, mình muốn tìm hiểu, có một môn học mình muốn học. Nói chung là sẽ có một cái gì đấy làm cho các bạn rất hạnh phúc trong giai đoạn này. Các bạn nhận ra và các bạn đi theo cái hướng đấy, và đây chính là thứ mình thích và mình sẽ đâm đầu ở đấy.
Và cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời đến với cả Kim Ngưu, tức là nhà 6 của các bạn. Mặt trời đi đến đâu nó sẽ nhấn mạnh cái thứ đấy. Thế nên là khi mặt trời đến với cả nhà 6, nó sẽ khiến cho các bạn phải tập trung nhiều hơn vào cuộc sống hàng ngày của mình, và sức khỏe của mình như thế nào, mình ăn uống ra làm sao, rồi thì công việc hàng ngày đấy. Nói chung là phải cố gắng nhiều hơn một chút về những cái thứ nó là cuộc sống hàng ngày để bạn có thể ổn định hơn chẳng hạn. Nhà 6 thì không phải là cái thứ mà mọi người quá là yêu thích đâu. Cuối cùng vào ngày 22 tháng 4 chúng ta có sao thủy nghịch hành ở Kim Ngưu. Và khi mà sao thủy nghịch hành thì nó không có những cái thứ mới mà nó sẽ là những cái thứ cũ. Giai đoạn này đừng lỡ lời với đồng nghiệp thì rất có thể là sẽ nói như nào nhỉ? À, nghĩ lại. Thỉnh thoảng đầu óc của mình lắm trên trời khám bệnh vào cái giai đoạn này đôi khi sẽ phải chẩn đoán lần hai mới ra. Đấy, bạn sẽ cảm thấy là trước nhớ sau quên, gội đầu xong chưa chắc đã gội chưa ấy nhở, ăn thì không nhớ trưa nay ăn gì. Đấy là cái cảm giác mà nó có thể khiến cho bạn quên những cái thứ đấy trong giai đoạn này. Thế nhưng đó là cố gắng nhiều hơn với cả cuộc sống hàng ngày của mình ấy, với những cái kế hoạch hoặc là những cái ý tưởng bạn đưa ra vào đầu tháng, thì bây giờ bạn sẽ kiểu soi chiếu lại xem là cái vitamin mình uống đấy nó có hợp với mình hay không, cái bài tập thể dục này có phù hợp với cả hành trình của mình không này, rồi thì cái môi trường dạy vào giờ này nó có phù hợp với cả nhịp sinh học của mình hay không. Đấy, tức là nhìn lại cuộc sống hàng ngày của bạn và căn chỉnh lại, adjust nó nhiều hơn để cho nó phù hợp với cả cái hành trình của bạn. Và đấy là tất cả những gì mình có thể thấy cho các bạn nhân mã Sun Moon Rising Sign. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye. Các bạn Market Sun Moon Rising Sign, chúng ta sẽ cùng xem tháng 4 có gì đang chờ đón các bạn nhé. Đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với Kim Ngưu và sẽ đến với cả nhà 5 của các bạn. Mercury chính là cái việc nói chuyện này, trò chuyện, lên kế hoạch, rồi thì làm bạn, kết bạn với người khác cũng là cái mà mình thấy. Nhà 5 chỉ là những thứ liên quan đến hạnh phúc này, con cái này, cái sự sáng tạo, hẹn hò, sách nữa. Nên mình có cảm giác là giai đoạn này bạn sẽ bắt đầu, nếu như các bạn làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nhé, các bạn sẽ cảm thấy là mình muốn sáng tạo cái gì mới này, ý tưởng sẽ đến với các bạn nhiều hơn. Hoặc là các bạn sẽ kiểu nói chuyện nhiều hơn với cả những cái người xung quanh mình. Mình cảm giác là các bạn sẽ muốn kiểu have fun nhiều hơn với cuộc đời mình ấy, dành thời gian cho con cái, dành thời gian cho những cái đam mê của mình, học cái thứ mà mình yêu thích này. Hoặc đôi khi là nếu như các bạn đang hẹn hò với một ai đấy thì các bạn cũng muốn dành thời gian với cái người đấy nhiều hơn. Cái kiểu tận hưởng cuộc sống ấy, đây là giai đoạn mình thấy có thể sẽ đi ba. Tùy xem là cái việc tận hưởng cuộc sống với bạn là gì. Có người thì là ở nhà với con cái, có người thì là đi ba, có người thì là đi hẹn hò, có người thì là làm việc với đam mê của họ. Thì bạn sẽ dành thời gian vào cái thứ mà nó làm cho bạn vui vẻ và hạnh phúc trong giai đoạn này rất là nhiều. Hoặc có thể là nếu như bạn học tập ấy nhá, thì mình cũng thấy là bạn học trong cái giai đoạn này rất là tốt. Đặc biệt là nếu như bạn học cái thứ mà bạn thích, học những cái thứ cổ ấy, nó đều phù hợp cả. Với một bạn mình còn thấy là tự nhiên bạn bén duyên với cả một cái nghệ thuật nào đấy. Tự nhiên kiểu nhìn đến một cái nghệ sĩ ở đấy mình rất là thích, hoặc là một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy mình rất là thích chẳng hạn. Ngày 7 tháng 4 chúng ta sẽ có Full Moon ở Thiên Bình. Và Thiên Bình là nhà 10 các bạn. Full Moon tức là chúng ta đóng lại một chương và chúng ta kết thúc hoàn toàn cái chương đấy. Bạn sẽ có kết quả của cái khoảng thời gian vừa qua bạn cố gắng. Nhà 10 chính là những thứ thuộc về sự nghiệp của bạn này, hình ảnh của bạn trong mắt người khác này, rồi thì tất cả những thứ liên quan đến môi trường công việc của bạn. Thế nên thời gian vừa qua có lẽ là bạn sẽ có kết quả với một cái gì đấy bạn theo đuổi trong sự nghiệp ấy, giống như bạn muốn được thăng chức này, bạn đang có một cái kế hoạch nào đấy, một cái dự án nào đấy mà các bạn theo đuổi thời gian dài rồi, một cái vị trí nào đấy, một cái khoản tiền, nói chung là một cái mục tiêu gì đấy trong công nghiệp các bạn, công việc, thì các bạn sẽ nhận lại được kết quả của cái thứ đấy, là bạn sẽ có câu trả lời là mình cố gắng trong thời gian qua bây giờ nó là như thế nào, bây giờ mình được thăng chức, bây giờ mình được tăng lương chẳng hạn. Đấy, không hiểu sao mình nghe một vài bạn là chỗ của bạn có sếp mới nhá, hoặc là các bạn được đẩy lên cái vị trí làm sếp đấy, hoặc là chỗ của bạn có một vị sếp mới đến ấy, hoặc ít nhất là quan hệ của bạn với cả những cái người làm sếp sẽ có cái sự thay đổi. Nếu như không phải bạn thăng chức thì tức là bạn thay đổi cái quan hệ của mình với người đấy, đúng không, thì sẽ là hai người cũng chuyển sang một cái chu kỳ mới liên quan đến các mối quan hệ. Đôi khi có tâm trí của mình, trí não nó bay khắp nơi. Vào ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với song tử và đến với nhà 6 của các bạn. Venus chính là vẻ đẹp này, chính là tình yêu trong cuộc sống, chính là cái việc bạn tận hưởng cuộc sống của bạn như thế nào. Và nhà 6 chính là cái cuộc sống hàng ngày của bạn này, những cái khó khăn này, những cái đối thủ của bạn. Đôi khi nó là sức khỏe, nó là những cái người mà bạn phải có trách nhiệm với họ. Thế nên là nếu như bạn làm sếp
thì mình cảm giác giai đoạn này bạn sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với nhân viên của mình, kiểu nice hơn để nói chuyện với họ nhiều hơn. Rồi thì kiểu rủ họ đi ăn ấy, không hiểu sao mình thấy những kiểu tiệc tùng nhân viên ấy. Thật sự có bạn nào đấy bạn được thăng chức trong giai đoạn này xong bạn rủ nhân viên của mình đi ăn ấy, hoặc là hoàn thành một cái dự án nào đấy. Nếu không thì cũng là đối xử tốt hơn với những cái người mà mình có trách nhiệm với họ. Đôi khi nó là động vật cũng là cái mình thấy nhá. Một vài bạn có thể bạn adopt, tức là bạn nhận nuôi một con nào đấy trong giai đoạn này. Nếu như bạn có pet thì mình cũng thấy là cái con pet của bạn giai đoạn này nó rất là thân thiết với các bạn. Nhà 6 nó chính là cái cuộc sống hàng ngày. Mình đang nghe thấy là hãy cẩn thận về cái việc ăn uống một cách quá đà ấy, hoặc là nghỉ ngơi một cách quá đà, thì nó sẽ khiến cho cái sức khỏe hoặc là cái thời gian biểu mỗi ngày của bạn đã bị lệch đi ấy. Ví dụ như bạn là một người luôn luôn ăn những cái món đấy hoặc là tập thể dục, nhưng mà đợt này các bạn dễ bị vì tận hưởng cuộc sống hơi quá mà các bạn quên những cái đấy chẳng hạn. Đấy là một vài cái mình thấy kiểu có side note thêm ấy. Nhưng nhìn chung thì môi trường công việc của các bạn ấy nó đang rất là hài hòa và mọi người rất là yêu quý bạn. Cùng ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với Jupiter và ở Bạch Dương ở nhà 4 của các bạn nhé. Jupiter nó mang đến cơ hội, nó mang đến rất là nhiều cái niềm vui, không phải niềm vui mà nó là cái may mắn ấy. Và mặt trời nó sẽ nhân rộng cái may mắn đấy lên. Nhà 4 là những thứ thuộc về gia đình, thuộc về nhà cửa và thuộc về mối quan hệ giữa bạn với cả bố mẹ bạn. Thế nên là nếu như ở trong này có bạn nào mà luôn luôn đang kiểu muốn tìm một cái căn nhà phù hợp cho mình này, đang kiểu xây sửa nhà cửa, thì rất có thể là bạn thật sự sẽ có câu trả lời ấy, cái căn nhà nào là dành cho mình. Nếu như các bạn làm về nhà đất, đặc biệt vô cùng may mắn với các bạn giai đoạn này, kiểu chốt được cái hợp đồng hoặc là kiếm được một cái căn nhà xịn sò là một cái chuyện là trong tầm tay luôn. Gì nữa nhở? À, quan hệ giữa bố mẹ. Bạn sẽ cảm thấy tầm này bố mẹ của bạn, tự nhiên phía bởi bạn mình thấy bố mẹ bạn cho bạn tiền ấy, hoặc là có một cái gì đấy rất là may mắn với cả gia đình của mình ấy. Tùy các bạn kiểu định nghĩa gia đình là gì. Ví dụ như kiểu có một cái khoản tiền đến từ bố mẹ này. Đặc biệt với bạn nào mà đồng work from home nhá, làm việc từ nhà nhá, thì may mắn nó tìm đến cửa nhà bạn luôn. Tức là bạn đang ở nhà của người đến, không phải là cho tiền mà cũng sẽ có cơ hội đến với bạn ấy. Thế nên là may mắn nó đến với bạn khi bạn đang ở nhà. Thế nên nếu như có một cái lời khuyên nào thì hãy để cho bản thân mình vui vẻ nhất, hãy để cho căn nhà của bạn đẹp nhất có thể, thì khi đấy nó sẽ gửi một cái năng lượng lên trên và may mắn sẽ đến với bạn thông qua cái việc bạn tận hưởng cái cuộc sống gia đình của mình. Ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có nhật thực ở Bạch Dương và cũng ở nhà 4 luôn. Nhật thực chúng ta khởi đầu là New Moon, chúng ta bắt đầu một cái chương mới. Các bạn sẽ bắt đầu một cái chương mới liên quan đến gia đình của mình. Thế nên có thể là một khởi đầu mới giữa bạn và bố mẹ. Một vài bạn thật sự các bạn ra ở riêng, thật sự các bạn mua một căn nhà mới, hoặc là các bạn thật sự nghĩ đến cái việc góp tiền mua nhà ấy. Thực ra cái này nó sẽ kiểu cần thời gian. Thế nên là nếu như các bạn, mình thấy có rất nhiều bạn nhá, đang có mục tiêu mua nhà hoặc là xây nhà, thì mình thấy là từ giờ đến 2024 các bạn sẽ hoàn thiện cái mục tiêu đấy. Có thể là thật sự các bạn có nhà mới thời điểm hiện tại, hoặc là các bạn lên kế hoạch, thế nhưng bạn sẽ làm mình biết cái thứ đấy là gì và mình sẽ đi theo cái hướng đấy. Thì có thể là mình sẽ kiểu rõ ràng hơn về cái việc mình muốn ở đâu và mình muốn làm gì thôi. Có cái căn nhà trong mơ của các bạn, mình nghĩ là các bạn nên chuẩn bị nội thất cho cái căn nhà đấy đi, vì it's coming. Cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời đến với Kim Ngưu, tức là đến với nhà 5 của các bạn nhé. Và khi mà mặt trời đến với Kim Ngưu và nhà 5, tức là nó sẽ kiểu nhân rộng những cái thử liên quan đến cái sự sáng tạo lên nữa, hoặc là cái niềm vui trong cuộc sống ấy. Nên đây là giai đoạn hãy tận hưởng cuộc sống nhiều hơn này, vui vẻ nhiều hơn. Thực ra nếu như các bạn làm market thì có lẽ là đôi khi niềm vui với các bạn nó là một cái gì đấy kiểu xa vời ấy. Người ta vui 10 phần thì mình cũng chỉ vui được 7 phần thôi. Thế nhưng tháng này hãy cố gắng vui vẻ hơn ấy. Cái gì nó làm cho bạn yêu thích, kể cả nó là học tập ấy, thì hãy bỏ những cái thứ, ví dụ như kiểu nguyên tắc ra một bên, mà kiểu tận hưởng niềm vui trong cuộc sống, để kiểu hẹn hò, để kiểu đi chill, để kiểu thoải mái một chút. Đấy, mình thấy rất rất hợp với các bạn. Kiểu chill out một tí ấy, let your hair down, something like that. Cuối cùng chúng ta có ngày 22 tháng 4, chúng ta sẽ có sao thủy nghịch hành ở Kim Ngưu. Và khi mà sao thủy nghịch hành thì sẽ không có thứ mới đến. Tầm này không phải là tầm bê một người khác đến với cả cuộc đời bạn đâu, mà có thể là nếu như mà bạn làm nghệ thuật, có một cái dự án nào đấy mà các bạn bỏ ngỏ, bây giờ các bạn làm tiếp này, hoặc là có một cái đam mê gì đấy mà mình để bên cạnh, bây giờ mình lại quay lại mình học nó này. Có một người nào đấy mà lâu không nhắn tin, bây giờ lại quay lại nhắn tin này. Sao thủy nghịch hành đôi khi sẽ có người cũ quay lại nhé, đặc biệt với cái nhà 5 của các bạn. Nhưng các bạn có con cái rồi thì có thể là con của bạn sẽ gặp một cái vấn đề, không phải gặp vấn đề mà là tự nhiên mình nghe thấy những cái bạn có con đi học xa ấy, xong rồi tầm này sẽ về nhà với các bạn này. Hoặc đôi khi là có một cái gì đấy khiến cho bạn phải chú ý những con cái nhiều hơn. Tức là những cái thứ mà các bạn sáng tạo ra, con cái là bạn sáng tạo ra nó mà. Thế nên bạn phải chú ý đến những cái thứ mà mình sáng tạo ra. Nhưng nói chung là tập trung vào niềm vui trong cuộc sống ấy.
Đấy. Thì đấy là những gì mình có thể thấy cho các bạn market. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Đừng quên check cả Sun Moon Rising Sign của bạn. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye. Các bạn bảo mình Sun Moon Rising Sign, chúng ta sẽ cùng xem là tháng 4 năm nay của các bạn có gì nha. Đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với Kim Ngưu và sẽ đến với nhà 4 của các bạn nhé. Mercury chính là những thứ liên quan đến giao tiếp, nói chuyện, lên kế hoạch này rồi thì tính toán. Một cái gì đấy rất là bullshit nữa. Chính vì thế là khi mà Mercury đến với cả Kim Ngưu là nhà 4, những thứ liên quan đến gia đình, nhà cửa, quan hệ của bạn với bố mẹ này rồi thì cái sự thanh bình cho tâm trí của bạn. Mình nghĩ là bạn sẽ có cảm giác muốn buôn chuyện với cả bố mẹ mình nhiều hơn nhé. Hoặc là kiểu nói chuyện nhiều hơn này, lên một cái kế hoạch gì đấy với bố mẹ này. Với một vài bạn mình thấy bạn lên kế hoạch làm việc ở nhà, lên kế hoạch kiểu mở một cái gì đấy từ nhà, work from home. Hoặc là nhìn chung bạn lôi một cái gì đấy về nhà, có thể mang công việc về nhà để làm này. Hoặc là ở nhà bạn sẽ kiểu bắt đầu muốn nghiên cứu nhiều thứ, bật tivi lên xem nhiều hơn. Đấy là cần những cái mình có cảm giác như thế nhé. Ngoài ra cũng là lên ý tưởng cho cái căn nhà của bạn nữa. Nếu như các bạn thật sự làm ở nhà đất thì các bạn sẽ phải kiểu lên ý tưởng nhiều hơn này. Nhưng nói chung là bạn sẽ cảm thấy là mình hoạt động nhiều hơn rất là nhiều trong giai đoạn này khi mà ở nhà đấy. Và đôi khi là bạn sẽ cảm thấy yên bình nhất khi mà các bạn có thể làm việc ở nhà. Đấy kiểu thế, viết lách một cái gì đấy ở nhà khiến cho các bạn không thể ngồi yên được, lôi một cái gì đấy về nhà để học. Nhưng mình thấy là cái quan hệ của bạn với những người trong gia đình sẽ kiểu tập trung nhiều hơn, kiểu nói chuyện với họ này, lâu chưa gọi điện cho bố mẹ này, tâm sự nhiều hơn. Đây là những cái mình thấy. Ngày 7 tháng 4 chúng ta có full moon ở Thiên Bình và ở nhà 9 của các bạn. Full moon tức là chúng ta kết thúc một chu kỳ, chúng ta đóng lại một chương. Và Thiên Bình, nhà 9 là những thứ thuộc về du lịch này, nước ngoài này, cái việc mà ý nghĩa trong cuộc sống, triết học, tâm linh, tôn giáo. Thế nên là với một vài bạn có thể là các bạn kết thúc một cái quá trình học tập, một cái gì đấy, ví dụ như kiểu một cái bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, hoặc là các bạn kết thúc cái quá trình học ở một đất nước nào đấy xa hơn, các bạn kết thúc cái hành trình đi du lịch, hoặc là các bạn nhận ra là mình hợp với cả nơi nào. Mình cảm thấy là đây là giai đoạn bạn sẽ tìm ra một cái câu trả lời nào đấy cho một cái câu hỏi trong cuộc đời bạn, mà cái câu hỏi đấy đó là một câu hỏi lớn. Ví dụ như mình thuộc về nơi nào, mình ở đây làm gì, mình đang sống ở đời có ý nghĩa gì. Đấy, nó là cái cảm giác như thế. Bạn bạn trả lời được một câu hỏi lớn trong cuộc đời mình, và cái cảm giác tìm được một cái ý nghĩa gì đấy trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Đôi khi ý nghĩa trong cuộc sống nó không phải là bạn phải trả lời những cái câu hỏi như sứ mệnh của mình là gì ấy. Nó chỉ đơn giản là mình tin vào cái gì thôi ấy. Một cái tôn giáo nào đấy mà mình tin này, một cái chặng đường nào đấy, một cái người thầy nào đấy nhá, có thể là một người thầy nào đấy. Nhưng mình cứ có cảm giác là kết thúc một cái hành trình nào đấy và các bạn hiểu ra được ý nghĩa của cái hành trình đấy là gì. Ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với song tử, tức là nhà 5 của các bạn. Venus nó chính là tình yêu, nó chính là cái việc tận hưởng cuộc sống, nó chính là những cái thứ giống như mang mọi người lại gần nhau hơn. Và nhà 5 chính là cái sự hạnh phúc, chính là hẹn hò, chính là cái việc yêu đời này, sáng tạo này, nó chính là Venus luôn á. Chính vì thế là cái giai đoạn từ 12 tháng 4 trở đi bạn sẽ cảm thấy là mình kiểu muốn tận hưởng nghệ thuật nhiều hơn. Nếu như các bạn làm nghệ thuật thì các bạn sẽ cảm thấy mình có nhiều cảm hứng để sáng tạo hơn này. Bạn sẽ cảm thấy là mình muốn đến những cái nơi nó chuyển cảm hứng cho mình nhá. Nó còn tùy xem là bạn thích cái gì thì cái nơi chuyển cảm hứng cho bạn đó là nơi đấy. Có thể là một cái buổi hòa nhạc, có thể là triển lãm tranh, có những người là đi du lịch, có những người là đi hẹn hò nhá. Tức là bạn sẽ muốn có những cái thứ nó đưa lại cảm hứng cho các bạn, và nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy yêu đời hơn rất là nhiều. Cái cảm giác mà hãy tận hưởng cuộc sống ấy, hãy để cho bản thân mình được chill một tí. Vì đôi khi bảo mình có cái cảm giác là vì người khác nhiều hơn ấy, thì bây giờ nó là hãy tận hưởng cuộc sống của bạn một chút. Hãy kiểu hẹn hò đi, hãy kiểu tận hưởng cuộc đời đi. Đấy, nó là như vậy. Cùng ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với Jupiter ở Bạch Dương và ở nhà 3 của các bạn. Jupiter nó là cơ hội, nó là may mắn, và mặt trời khi cùng với Jupiter nó sẽ mang đến nhiều cơ hội và may mắn hơn. Nhà 3 nó là viết lách này, nó là những cái thứ xung quanh bạn, cái cuộc sống hàng ngày, cái sự cố gắng của bạn, một cái kỹ năng nào đấy. Nhà 3 là tất cả mọi thứ. Chính vì thế là khi mà mặt trời trùng với Jupiter ở đây, có thể với một vài bạn, các bạn thật sự, mình đã định nói là các bạn thực sự học được một cái kỹ năng nào đấy, hoặc là các bạn cảm thấy mình có nhiều năng lượng hơn thì đúng hơn. Bạn có nhiều năng lượng hơn để kiểu hoàn thiện một ngày của bạn ấy. Tức là hôm nay bạn dậy một cái bạn cảm thấy rất là hào hứng, hôm nay mình muốn đi làm, hôm nay mình muốn đi tập thể dục, hôm nay mình sẽ kiểu quyết tâm giành được cái ước mơ của mình ấy. Cái cảm giác kiểu bạn có đầy những cái động lực, những cái courage để bạn có thể chinh phục thử thách.
Đấy, thì đấy là cái cảm giác mình thấy, tức là bạn được boost với rất là nhiều cái sự tự tin để cho bạn có thể kiểu làm. Thế nên là quanh cái đoạn cuối năm, nhằm cuối tháng 4 này, các bạn có rất nhiều năng lượng để có thể hoàn thiện những cái công việc trong ngày của bạn. Mà nó là những cái công việc không tên nhé, nó không phải là bạn thật sự làm cái gì đâu. Ví dụ như các bạn làm sale phải gặp hết người này người kia, đi hết chỗ này chỗ kia. Thế là mình cảm giác đợt này các bạn sẽ đi lại rất là nhiều, nói chuyện rất là nhiều, cũng là cái mình thấy. Viết lách rất là nhiều nữa, nó tùy công việc các bạn. Ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có nhật thực ở Kim, ở Bạch Dương và nhà 3. Nhật thực chính là các bạn bắt đầu một chu kỳ mới, mở đầu vì nó là new moon. Và nhà 3 đấy, giống như mình nói đấy, những cái thứ nó thuộc về cái sự cố gắng của bạn. Thế nên có thể giai đoạn này các bạn bắt đầu muốn học một cái gì đấy, ví dụ như học đàn, ví dụ như học ngoại ngữ, ví dụ như các bạn muốn học cái kỹ năng nào đấy để nó support cho cái công việc hàng ngày của bạn chẳng hạn. Vì mình thấy là bạn phải cố gắng nhé. Có một vài bạn là các bạn thật sự có một cái ý tưởng khởi nghiệp hoặc kinh doanh trong giai đoạn này, và các bạn phải bắt đầu cái ý tưởng đấy và cái thứ đấy trong suốt đến 2024 các bạn sẽ hoàn thiện được nó. Thế nhưng bây giờ là giai đoạn bạn khởi đầu với cái thứ đấy, bạn có ý tưởng về các cái việc làm cái gì, học cái gì, và bạn bắt đầu bỏ hết tất cả những thứ bạn có vào để đẩy cái ý tưởng hoặc là cái kế hoạch đấy. Cùng ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có mặt trời chuyển đến Kim Ngưu, tức là nhà 4 của các bạn. Mặt trời khi đến đâu nó sẽ soi sáng cái nơi đấy, nó tập trung vào cái nơi đấy. Thế nên là tầm cuối tháng 4 cho đến tháng 5 các bạn tập trung vào gia đình của mình này, nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn này, hoặc là ở nhà nhiều hơn nhá. Hãy cẩn thận đôi khi cái tôi của mình trong gia đình có thể lớn quá khiến cho mình không lắng nghe đến những cái người thân trong gia đình chẳng hạn. Và cuối cùng trong ngày 22 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury sao thủy nghịch hành ở Kim Ngưu ở nhà 4 của các bạn. Thế nên mình đang thấy là khi mà sao thủy nghịch hành nó không có những cái thứ mới mà nó sẽ là những cái thứ cũ, nên có thể là có một cái vấn đề gì đấy giữa mình với gia đình bây giờ nó được đẩy lên để giải quyết này. Giống như mình nói vừa nãy, có thể là cái tôi của bạn quá lớn khiến cho các bạn không thấu hiểu được người khác, hoặc là có một cái câu chuyện gì đấy trong gia đình bây giờ được nhắc lại. Đôi khi nếu như không phải là quan hệ thì nó sẽ là một cái thứ gì đấy trong nhà bạn có vấn đề nhá. Ví dụ như tự nhiên điều hòa của bạn hỏng này, bạn phải sửa này. Với một vài bạn mình thấy là xe của bạn trong giai đoạn này sẽ có vấn đề. Từ 22 tháng 4 cho đến tháng 5 rất có thể là bạn sẽ bị hỏng xe hoặc là phải trục trặc. Những cái thứ mà các bạn dùng nó hàng ngày ấy, điều hòa có vấn đề hoặc xe có vấn đề, thì kiểu hãy cẩn thận đấy, check trước ấy. Mình sẽ không bất ngờ nếu như có những bạn bảo mình Samurai, đặc biệt là Sun Rising, mà đợt này tự nhiên bạn phải sửa một cái gì đấy trong gia đình mình đâu. Giống như cái cảm giác đang ngồi xem tivi tự nhiên bị cắt mạng ấy, nữa mình đang chill với một thứ gì đấy thì tự nhiên nó kiểu bị ngắt ấy. Đấy, mình đang ở nhà tự nhiên bố mẹ mình kiểu gào rú mình xuống ấy, thì đấy là những thứ mà mình thấy mà các bạn cần phải chú ý. Và đấy là tất cả những gì cho các bạn bảo mình Samurai Rising Sign nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha, bye bye các bạn. Song Ngư Samurai Rising Sign, chúng ta sẽ cùng xem là có gì chờ đón các bạn trong tháng 4 năm nay nhé. Và mới qua sinh nhật của các bạn đúng không? Với những bạn là Sun Song Ngư, đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 chúng ta sẽ có Mercury đến với cả Kim Ngưu và đến với nhà 3 của các bạn. Mercury chính là những thứ thuộc về nói chuyện này, giao tiếp này, lên kế hoạch này, hoặc là cái kiểu go ship bàn bạc nhiều hơn á. Nó là cái kiểu những cái kỹ năng hàng ngày của bạn. Và nhà 3 nó chính là quan hệ của bạn với anh chị em, chính là cái cuộc sống hàng ngày, chính là cái việc bạn cố gắng đến đâu, một cái skill, một cái cách các bạn nói chuyện, các bạn đi đâu đấy. Nhà 3 là tất cả mọi thứ các bạn ạ. Và giai đoạn này bạn sẽ thấy là mình muốn nói chuyện với anh chị em của mình nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, hoặc là nói chuyện với cả những cái người xung quanh. Tự nhiên bạn cảm thấy hàng xóm của mình muốn buôn chuyện với mình chẳng hạn, hoặc tự nhiên cảm thấy mình cũng muốn đứng nói chuyện với hàng xóm này. Đôi khi nó sẽ là các bạn có cái cảm giác muốn học cái kỹ năng nào đấy nhá, và bạn đẩy nhiều cái sự cố gắng vào để học cái kỹ năng đấy nhiều hơn. Ví dụ như các bạn đang học đàn, đang học hát hoặc đang học vẽ thì các bạn sẽ tập trung vào nó này. Nói chung mình cảm giác là các bạn sẽ lên kế hoạch với cả những cái thứ xung quanh mình ấy, và bạn lên kế hoạch để làm việc với cả những cái kỹ năng của mình. Mình thấy là các bạn sẽ phân bổ thời gian của mình trong một ngày như thế nào đấy, tức là không còn là hôm nay mình có cảm giác làm gì mình sẽ làm cái đấy nữa, mà mình thấy là các bạn sẽ phân chia ra là sáng dậy tập thể dục, hoặc là hôm nay 3 giờ chiều mình sẽ kiểu ngồi học tiếng Anh 2 tiếng, rồi thì 10 giờ tối thì mình sẽ bắt đầu nghe một cái podcast gì đấy. Tức là mình thấy bạn có một cái thời gian biểu rõ ràng với cả những thứ xung quanh bạn ấy, chứ không còn là để cho mọi thứ thế nào cũng được, như thế nào cũng xong nữa. Vào ngày 7 tháng 4 chúng ta sẽ có Full Moon ở Thiên Bình, và Thiên Bình là nhà 8 của các bạn nhé. Full Moon tức là chúng ta kết thúc một chu kỳ, chúng ta kết thúc một cái hành trình, một chương trong cái cuốn sách của mình. Và nhà 8 chính là những thứ liên quan đến bí mật này, quan hệ của bạn với người khác này, những cái tài sản chung, và nó là những cái thứ mà rất là sâu sắc. Khi mà có Full Moon ở đây ấy,
hoặc là có một cái sự kết thúc ở đây, có thể sẽ có một cái thứ gì đấy trong cuộc đời bạn phải ra khỏi đời bạn. Mà ở đây nó có thể là một người, nó sẽ khác biệt với mỗi bạn nhé. Nó có thể là một người, nó có thể là một đồ ăn, một đồ vật nào đấy, một mối quan hệ nào đấy, một cái thói quen khó bỏ ấy. Tức là có một cái gì đấy mà các bạn sẽ kết thúc nó trong cái giai đoạn này chẳng hạn. Và cái việc bạn kết thúc nó xuất phát từ nguyên nhân đó là bạn hiểu ra cái vấn đề đấy là gì, hoặc là bạn hiểu ra được một cái bí mật. Với một vài bạn có thể bạn sẽ kiểu nhìn ra được một cái bí mật gì đấy, một ai đấy kiểu lỡ lời với các bạn chẳng hạn. Nhưng mà ý là khi bạn biết được một cái bí mật nào đấy nó diễn ra thì bạn sẽ cắt đứt cái đấy ra khỏi cuộc đời mình. Đấy là cái cảm giác mà mình thấy. Và ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có Venus đến với cả Song Tử và đến với nhà 4 của các bạn nhé. Venus chính là tình yêu, chính là cái vẻ đẹp trong cuộc sống này, chính là cái việc mà các bạn tận hưởng cuộc đời của mình như thế nào, san sẻ tình yêu cho người khác. Và nhà 4 chính là những thứ liên quan đến gia đình của bạn, liên quan đến quan hệ của bạn với bố mẹ này, hoặc là liên quan đến cái sự thanh bình trong tâm trí của bạn. Khi mà Venus đến đây thì mình cảm giác các bạn sẽ tận hưởng nhà mình hơn rất là nhiều, hay có thể coi là peace of mind. Các bạn sẽ cảm thấy là cái tâm trí của mình rất là thanh bình này. Các bạn ở nhà, các bạn bật điều hòa, các bạn xem Netflix, rồi thì các bạn chill ở trên sofa và các bạn cảm thấy là mình không cần bất kỳ một thứ gì hơn nữa. Thì đấy là cái cảm giác mình thấy với các bạn nhé trong giai đoạn này. Hoặc là quan hệ của bạn với bố mẹ bạn cũng tốt hơn. Nếu như bình thường hay cãi nhau với bố mẹ, nếu như bình thường hay kiểu mặt nặng mày nhẹ, thì kiểu tự nhiên hôm nay thấy mẹ mình dễ thương thế, không nói gì nên mình có thể ở nhà vảnh chân lên mà không sao cả. Rất là cái cảm giác bạn có thể tận hưởng cuộc sống ở nhà. Hoặc đôi khi là bạn cảm thấy là mọi người sẽ dành cho bạn nhiều tình yêu hơn, đặc biệt những người trong gia đình. Và một vài bạn mình thấy là rủ bạn đến nhà nhé, hoặc là bạn làm host trong một cái bữa tiệc, bạn rủ mọi người đến nhà bạn để làm một cái gì đấy. Mình cảm thấy ăn uống ở nhà rất là nhiều đấy. Nói chung là rất là tốt với những thứ như gia đình. Các bạn cảm thấy yên tâm hơn khi mà ở nhà hay là khi ở trong cuộc đời của mình. Cùng ngày 12 tháng 4 chúng ta sẽ có mặt trời conjunction với Jupiter ở Bạch Dương và ở nhà 2 của các bạn. Hãy hiểu là Jupiter nó là may mắn, nó là cơ hội, và mặt trời khi cùng với cả Jupiter nó sẽ nhân mạnh cái may mắn đấy lên. Nhà 2 là những thứ liên quan đến tài chính, thế nên đây là giai đoạn mà các bạn rất là may mắn về cái mặt tài chính. Các bạn sẽ cảm thấy là mình rủng rỉnh này, và đặc biệt là trong cái ngày 12 tháng 4 bạn sẽ cảm thấy có một cú boost gì đấy về mặt tài chính. Ví dụ như có một ai đấy trả nợ bạn này, hoặc là tự nhiên bạn có một cái ý tưởng để kiếm tiền nhiều hơn, tự nhiên bạn cảm thấy mình có một khoản thưởng, tức là cái cảm giác nó rất là súng sính ấy. Thậm chí là bạn sẽ có cơ hội để kiểu mua một cái gì đấy mà mình muốn ấy, kiểu yêu chiều hoặc là chiều hư bản thân mình. Cái cảm giác liên quan đến tài chính kiểu nó rất là tích cực trong cái giai đoạn này. Và ngày 21 tháng 4 chúng ta sẽ có nhật thực ở Bạch Dương và cũng ở nhà 2 của các bạn nhé. Nhật thực nó chính là New Moon, chính là chúng ta bắt đầu một chu kỳ mới. Chúng ta sẽ bắt đầu một cái hành trình mới mà nó là một cái hành trình liên quan đến tài chính. Thế nên có thể là quanh cái ngày này, trước đến 1-2 tuần và sau đến 1-2 tuần, các bạn sẽ nhận ra là mình muốn kiếm tiền theo cái cách nào, hoặc là mình quan hệ của mình với tài chính, với tiền bạc là gì. Đấy, cái này nó sẽ là cái bài học dành cho bạn từ giờ cho đến hết 2024 cơ. Thế nhưng bắt đầu từ năm nay, từ tháng 4, bạn sẽ cảm giác là mình muốn có quan hệ với tiền bạc như thế nào, mình muốn góp một khoản tiền ra làm sao. Và nó sẽ là một cái hành động thực tế, tức là bạn muốn có một cái chỗ dựa như thế liên quan đến tài chính. Và các bạn sẽ làm gì để có được những cái thứ đấy, và các bạn sẽ hành động như thế nào. Mình có cảm giác nó là đặt một cái mục tiêu, mình biết là mình muốn cái thứ đấy và mình sẽ lao đến để đạt được cái thứ đấy bằng được. Cùng ngày chúng ta sẽ có mặt trời đến với cả Kim Ngưu và đến với nhà 3. Mặt trời đi đến đâu nó sẽ tỏa sáng và sẽ nhấn mạnh cái nơi đấy. Thì có thể là các bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào quan hệ với cả anh chị em, hoặc là tập trung nhiều hơn vào cái sự cố gắng của mình nhá. Vì mình thấy khi mà các bạn, khi mà nó kết hợp với nhau ấy, tức là các bạn có một cái mục tiêu về mặt tài chính và các bạn cảm thấy là để đạt được cái mục tiêu đấy thì nó không còn là mơ ước nữa, mà nó là mình phải có những cái bước cụ thể và thực tế như thế nào để có thể đạt được cái mục tiêu tài chính đấy. Và bạn phải hoàn thiện, nếu như có một cái kỹ năng nào đấy phải học, có một cái môn học nào đấy mà mình phải trau dồi, có một cái bằng nào đấy phải lấy. Đấy, tức là mình cảm giác là các bạn thật sự đặt ra những cái mục tiêu và các bạn có những cái bước cụ thể để có thể biến cái mục tiêu đấy thành hiện thực. Cuối cùng ngày 22 tháng 4 chúng ta sẽ có sao thủy nghịch hành cũng ở Kim Ngưu luôn. Và khi mà sao thủy nghịch hành, chúng ta sẽ kiểu review lại những thứ mà mình lên kế hoạch trước đấy. Thế nên là chốt được mình muốn làm cái gì thì bây giờ sẽ là cái kế hoạch để mình làm cái đấy là gì. Vì nhà 3 là liên quan đến tin nhắn với cả ngôn từ rất là nhiều, nên mình thấy là thứ nhất là hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói trong giai đoạn này ấy, có thể sẽ nói ra sẽ kiểu ân hận này. Và thứ hai là hãy cẩn thận với cả thông tin,
không chỉ là thông tin bạn đưa ra mà còn là thông tin bạn đưa vào người ấy. Cái thứ mà bạn nói ra có thể bạn sẽ nghĩ lại, nhưng mà cái thông tin đưa đến bạn ấy, mọi người nói chuyện với bạn chưa chắc cái đấy đã là quyết định cuối cùng. Cái bài báo bạn đọc hoặc là cái trang tin tức bạn xem ấy chưa chắc nó đã là cái sự thật tối thượng. Thì các bạn phải chú ý cả những cái thông tin mà mình đưa vào người nữa. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy là cái cuộc sống hàng ngày của mình nó sẽ kiểu bận rộn hơn ấy, trong khi vẫn là những cái việc đấy, thế nhưng mình phải cố gắng hơn rất là nhiều. Tầm này ví dụ các bạn đọc sách các bạn sẽ cảm thấy là không tập trung được này, rồi thì hay làm cái gì cũng phải review lại, hãy cẩn thận khi đăng một status, hãy cẩn thận khi mà edit một cái clip, rồi thì hãy cẩn thận khi mà nói chuyện với những người xung quanh. Thực ra là sao Thủy nó nghịch hành rất là nhiều lần trong một năm, nó có 3 lần cơ. Thế nhưng khi mà nó ở cái nhà ba các bạn thì đặc biệt là ăn tiếng nói với cả nó như nào nhở, ngôn từ các bạn nên cẩn thận, hãy check spelling, hãy check chính tả khi mà gửi một cái mail, hãy xem là mình đã đính kèm file chưa này, rồi thì mình có ghi tiêu đề hay không. Đấy là những cái thứ mà các bạn cần phải chú ý, và đấy là tất cả những gì mình có thể thấy cho các bạn song ngư. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, đừng quên check cả sun moon rising sign của bạn, và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha, bye bye.